Em Tư, em làm gì mà sáo tới trộn lui miết vậy em? Em muốn nó bốc cái gì á thì em cứ để gần tai nó là nó sẽ bắt trúng. Hơi đâu mà lo chi cho nó mệt. Em Tư, em chuẩn bị mọi thứ xong chưa? Mà sao tới giờ vẫn chưa thấy ông về nữa? Ông đi tỉnh thì chắc tới xế mới về tới. Mình cứ đúng ngày đúng giờ thì cúng đi chứ chờ ông thì biết tới chừng nào. Trước khi đi, ông có dặn tôi vậy rồi mà. Em nhớ hồi thôi noi thằng Tư, nó dòm tới dòm lui rồi nó bóc ngay cái viết này nè. Chắc cũng là cái điềm cho thấy sau này nó trở thành một người học cao hiểu rộng, lại thông minh nữa. Ôi, chưa chắc là như vậy. Không lẽ đứa nào bốc cây viết á là học hành giỏi giang sao? Chỉ sợ học cho lắm á, rồi mai mốt thầy đề thầy ký rồi ghi ghi chép chép suốt ngày đó đó. Chứ như thằng ba nhà em nè, nó bốc trúng cục đất thì sao? Không lẽ sau này nó đi làm ruộng? Dạ, chị hai nói phải. Chẳng qua là tục lệ của ông bà ngày xưa bày ra nên con cháu phải theo, chứ không nên tin quá vô chuyện đó. Em Tư à, em Tư, ngó bộ em ngồi ngóng ai vậy? Hay là em đang có mời khách nào tới hả? Dạ không, em đang chờ thầy Mười. Hôm nay ổng tới để làm phép cho thằng Út đó đa. Nhắc tới thằng Út là tôi mới nói nghe. Cái thằng này nó khác hết mấy đứa trong nhà. Từ ngày mà sanh nó ra tới giờ, nay đau, mai mạnh, rồi mạnh được có vài bữa, rồi lại bệnh, lại ho, đủ thứ hết trơn á. Em Tư à, cái hồi mà có bầu nó đó, chắc là em quên không có đi chùa gian giái phải không? Cho nên em nó cứ đau cứ bệnh hoài sao kỳ vậy em? Chị nghe nói nó đang bị ho hay nóng trong người hả? Vậy thôi em đừng có ẵm nó ra đây. Nhà khói tùm, khó lành bệnh lắm. Ơi, không ẵm nó ra đây thì làm sao cúng kiến chứ? Đứa nào đó, ẵm Út ra đây coi. Ngó cái khuôn mặt thấy bắt mệt à. Nắng không ưa, mưa không chịu. Thầy Mười, thầy Mười. Dạ, chào các bà. Dạ, chào Dạ, thầy. mời thầy. Dạ, chị em tôi chờ thầy nãy giờ đó. Mình bắt đầu cúng lý là dừa rồi đó. Kêu cô Út ra đây để tôi làm phép luôn. Dạ. Tụi bay đâu? Dạ. Ẵm cậu Út ra đây cho bà. Dạ. Khóc dữ vậy nè con. Nhưng mà nó khóc hoài làm sao làm lễ em Tư. Hương à, dạ con ra đây ẵm cậu Út rồi dỗ cho cậu nằm im để cho thầy làm phép cho con. dạ cậu Út giỏi, cậu Út ngoan nghe. Thương nè, ngoan nè. Cậu Út giỏi nè. Hôm nay là thôi nôi của cậu Út đó. Chút nữa cậu Út sẽ được bốc đồ trên mâm. Cậu có thích không? Ha, cậu Út ngoan nha. Thương cậu Út nè. Dạ, thầy. Cảm ơn con Dạ, cảm nha. ơn thầy. Con bé đó là... Dạ, nó mồ côi. Thấy nó cũng tội nghiệp nên tôi nhận nó vô mần mấy việc lặt vặt ở trong nhà. Mà thằng Út nhà tôi cũng ưa nó lắm nên cũng thường để nó trông coi, dỗ dành thằng nhỏ. Nói thiệt với bà, tôi coi tướng con nhỏ đó với cậu Út nhà này á, có lương duyên vợ chồng đó đa. Lương duyên vợ chồng? Ý thầy muốn nói là
Hai đứa nhỏ này có duyên phận với nhau từ trước. Bà nên về bàn bạc kỹ với ông hội đồng để làm lễ cưới cho hai đứa tụi nó. Đây cũng là cách để giúp cho cậu út của nhà này thoát khỏi ốm đau bệnh tật. Mà tôi nghĩ chuyện này á là do ông trời sắp đặt trước để cho con nhỏ đó đến với cậu út nhà này nữa nghe. Thầy nói thiệt là trúng ý tôi quá. Hèn chi cái ngày mà con nhỏ mới bước chân vô nhà gặp thằng út, chắc là cũng do ông trời xui khiến sao đó, cho nên thằng nhỏ nó mới vui vẻ tươi cười luôn vậy chứ. Vậy thằng út sẽ tai qua nạn khỏi phải không thầy? Dạ, tôi cảm ơn thầy đã chỉ dẫn. Đợi chồng tôi về, tôi sẽ nói lại với ổng. Dạ thôi, xin phép bà Tư tôi về. Dạ, dạ. Thầy về. Dạ. Ý của em là làm đám cưới theo kiểu tảo hôn, để cho thằng út nó tai qua nạn khỏi. Dạ, là thầy Mười căn dặn em như vậy đó đa. Thầy còn sai đệ tử tới đưa cho em tờ tử vi để coi tuổi của hai đứa nó nữa nè. Nè chị, trước đây em cũng có chứng kiến một chuyện giống như vậy. Nhà đó có một thằng con trai đau ốm liên miên, chạy dài khắp nơi mà cũng không khỏi. Nghe người ta mách bảo phải mua một con hầu gái đặng làm lễ cưới theo tục tảo hôn. Rồi không hiểu sao thằng nhỏ khỏi bệnh, ăn được, ngủ được, khỏe mạnh hồng hào. Thiệt vậy hả chị ba? Ừ. Nếu mà được như lời thầy nói thì còn gì bằng. Có bệnh thì cứ giái tứ phương, biết đâu kế của thầy Mười giúp thằng út được tai qua nạn khỏi. Vậy ý mình sao mình? Mình có bằng lòng làm theo lời thầy Mười không? Nếu mà vậy mà thằng út nó khỏe mạnh, nó bình an thì bà cả cứ lo hết đi. Dạ, vậy là mình đồng ý hả mình? Em cảm ơn mình đa. Mình ăn nè mình. Mời con dâu chú rể ra đây. Mệt á? Anh chậm đi con. Tạm biệt. Giỏi nghe, cậu út giỏi nghe. Cậu út ơi, cậu út ngoan nghe. Hương nè, cậu cười với Hương nghe cậu. Hương, mày làm cái gì mà bà Tư kêu rế mà ôm sòm mà mày không trả lời vậy mày? Dạ, tại vì con sợ cậu út ngủ dậy đói bụng cho nên con đi khuấy bột, không có nghe tiếng bà Tư kêu. Cậu út ơi. Nè, mày á liệu hồn đó đa. Lúc nào mày cũng phải nhớ như in ở trong đầu của mày, cậu út á là sinh mạng của bà Tư. Cậu á mà có bề gì á thì mày khó lòng mà sống đó đa. Dạ. Cậu út ơi. Thank you.
Tôi Trọng, ăn mau mau á, rồi ra động với anh nha. Bữa nay á, anh có hẹn mấy đứa xóm dưới, đem dễ ra đá đó đà. Nói thiệt cho em biết á, hôm rày á, anh có nuôi một con dễ đá rất là hay. Bữa nay anh quyết tung nó ra, đá cho tụi xóm dưới, phải sợ mới được. Anh hai tài thiệt chứ, mấy bữa trước nha, em thấy anh đã thăng tụi nó, lung lắm. Vậy mà giờ anh còn tung con dễ đó ra nữa thì ai địch lại anh? Bởi em quên á, anh là cờ hay hoàng rồi hả? Ở xung quanh đây á, có thằng nào dám đem dễ ra đá với anh chứ? Còn điều quan trọng nữa, lúc mà anh đem dễ ra đá á, thì em phải đứng coi chừng, hiểu không? Đứa nào mà dám chơi xấu á, thì la lên liền, biết chưa? Dạ, em nhớ lời của anh đó. Bộ, em không định học hành hay sao mà đi đá dễ với anh hai vậy hả Tư Trọng? Vậy thôi, anh hai đi một mình đi, em ăn xong còn phải học bài nữa, có nhiều bài em chưa có học. Cái thằng này đã bằng lòng á, đi theo tao đá dễ. Vậy mà thằng ba mới nói câu tiếng là sợ rồi sao? Học hành cái giống gì chứ? Giống như tao vậy nè, thủng thẳng rồi học, lo gì? Mày á, phải theo tao đi coi trận đá dế này. Không thể nào á, mà bỏ qua uổng phí như vậy, biết chưa? Anh kỳ dữ không? Tư Trọng nó học thì cứ để nó học. Anh muốn đi chơi thì cứ đi một mình đi. Rủ nó theo bằng chi? Rủ nó không thuộc bài, cha rầy nó thì sao? Anh có đứng ra chịu không? Hay là anh lại bỏ trốn như lần trước? Ba Lâm, tao không khiến mày xía với chuyện của tao. Mày phải nhớ, tao là anh hai, là anh của mày đó nghe chưa? Mày đừng có bày đặt mà lên mặt với tao đó đa. Mày tưởng cứ chấp tay tò tò theo cha là được coi trọng nhất nhà hay sao? Em đi theo cha là để học hỏi điều hay lẽ phải, chứ đâu có như anh hai suốt ngày chỉ biết chơi bời lêu lỏng. Anh đã không lo học hành tử tế mà còn trở ngược rầy la em là sao? Ai muốn học á, đang trở thành ông to ông lớn thì học. Còn tao á, tao không cần học, thì tao cũng là cậu hai của nhà này. Tao chỉ cần hô một tiếng là mọi người phải làm theo lời của tao, biết? Mày tưởng cứ chấp tay tò tò theo cha là được coi trọng nhất nhà hay sao? Em đi theo cha là để học hỏi điều hay lẽ phải, chứ đâu có như anh hai suốt ngày chỉ biết chơi bời lêu lỏng. Anh đã không lo học hành tử tế mà còn trở ngược rầy la em là sao? Ai muốn học á, đang trở thành ông to ông lớn thì học. Còn tao á, tao không cần học, thì tao cũng là cậu hai của nhà này. Tao chỉ cần hô một tiếng là mọi người phải làm theo lời của tao, biết chưa? Thôi, anh hai đừng có la lớn, cha má trên nhà trên mà nghe được á, tưởng mấy anh em mình cãi cọ lại xuống rầy cho mà coi. Anh ba nhìn ảnh đi. Mày dạy khôn tao hử Trọng? Mày lên mặt với tao đó hả? Thôi, mấy cậu lo ăn đi, lo ăn giùm con đi mấy cậu. Cớ chi á, mày lại sợ thằng Ba Lâm như vậy? Không có việc gì mày phải nghe lời nó hết. Tao là anh lớn nè, không có đứa nào á được qua quyền của tao. Anh hai á, chỉ được cái tài ăn nói ồn ào sổn sản. Nếu như mà còn như vậy á, thì chẳng có gì hay ho đâu. Mày đó, trời ơi mấy cậu lo ăn giùm con đi mấy cậu. Ăn được vô còn học hành đặng con còn dẹp nữa mấy cậu. Đi ăn đi cậu. Dẹp đi, tôi không ăn đâu. Thôi con năn nỉ cậu ăn đã giùm nói con là tôi không ăn mà. Thôi con chan cậu miếng canh nha. Cậu, cậu ăn cơm đi cậu. Ăn cơm á mà mấy cậu lao nhau như vậy, ông nghe ông rầy tôi đó đa. Nói nào ngay á, cậu hai cậu nói cũng có lý của cậu. Mấy cậu còn nhỏ, sự việc chơi đùa cũng có hại gì đâu. Cậu hai thích á, thì cứ để cậu đi đá dế đi. Việc đó không có chi quấy hết á. Ông Bốn, ông nói đúng lắm á. Có điều á, ông trời á, ông sanh mỗi người một tánh. Như cậu ba đây á, thay vì đi chơi thì cậu lại muốn đi theo ông học hỏi, đặng sau này đỡ đần công việc cho ông, đàn ông tận hưởng tuổi già. Còn cậu Tư á, phận làm em phải đứng giữa đôi đàn. Cậu có nói điều chi á, cũng chỉ muốn làm vui lòng hai cậu, chứ không có dám hổn với hai cậu đâu. Dạ, tôi nghĩ sao nói vậy thôi. Xin mấy cậu bỏ qua. Thôi mấy cậu ăn cơm đi, cơm canh nguội hết không có ngon đâu.
Dạ cậu chăn canh không? Tôi chăn cho cậu. Trời ơi, cái thằng Út á, nó mắc cái chứng gì mà nó khóc nhíu nhái cả ngày vậy chứ? Y như mở mắt ra á, nó không thấy con hồ một bên là nó réo lên liền. Ông bốn nè, cớ chi lại làm đám cưới cho thằng Út với lại con Hường vậy chứ? Má tôi nói á, mần vậy đặng cho thằng Út hết bệnh. Mà sao tôi thấy kỳ quá, thằng Út nó còn nhỏ xíu à, sao mà có vợ được chứ? Chuyện đó là chuyện của người lớn, cậu Tư để tâm làm chi? Nói nào ngay, đó chỉ là cái mẹo bày ra đặng cho cậu Út bớt đau bớt bệnh thôi. Chứ thiệt ra, ôi, ông kể cho ông dài mà mần chi. Bây giờ ông chỉ cho nó biết con Hường là vợ thằng Út, còn thằng Út á là chồng của con Hường, vậy thôi. Trời ơi, cậu hai nói rất phải. Nhưng mà ngộ nha, đáng ra cha má phải gả con Hường cho tôi chứ. Tôi lớn hơn thằng Út nhiều mà, phải cứ vợ trước cho tôi chứ, đúng không? Bà Vú nè. Cái gì? Đứa con gái mới xin vô làm á, nó tên gì vậy bà Vú? Tao không biết, mày đi hỏi nó đó. Hỏi tao mận chi? Ủa, bà không biết tên nó hả? Thấy nó lần la nói chuyện với bà, tưởng hai người quen thân với nhau chứ. Nó với tao là người dân khác họ, quen biết cái nỗi gì mày? Kỳ dữ không? Tự dưng nhắc tới nó cái bà khó chịu à. Bộ nó mần việc gì trái ý bà hay bà Vú? Mày tối ngày chỉ lo ngồi ở trong bếp, riết có cái mặt mày như ngốc ổn rồi mày. Chứ mày không nghe cái câu ông bà ngày xưa nói hả? Người ta nói gì ông Bóng? Con gà nó tức nhau tiếng gái. Ông Bóng, bộ không biết chuyện chi hả? Kể tôi nghe với. Chứ ông nói lý bí vậy, tôi không hiểu gì hết trơn trời hả? Hả? Lạng dài, tao nói dí như lâu nay á, mày được mướn mần chuyện bếp núc ở đây đúng không? Mà bây giờ á, tự nhiên có người không biết ở đâu tới á, rồi chen chân vô mần công việc của mày, rồi mày nghĩ sao? Chàng ơi, ai mà lãng xẹt vậy chứ? Tôi mà biết người nào hớt tay trên tôi hả, là tôi không có để yên đâu nghiêng. Thì bởi vậy tao nói ghen ăn tức ở thì đó cũng là chuyện bình thường thôi mà. Ê ông Bốn, muốn nói cái gì thì nói thẳng ra đi, bài đặt lấp la lấp lửng bực mình à. Tôi nói cho ông biết, tôi vô đây làm á, từ lúc tôi còn trẻ cho tới cái đầu của tôi á già hai thứ tóc rồi nha. Việc ở trong nhà này nè, từ ngoài ngõ cho tới tuốt ở trong nhà đó, chuyện gì á tôi cũng biết hết á, ai mà rành hơn tôi chứ. Mắc cái gì á mà tôi phải đi cà nanh với cái tụi con nít con nôi. Ông khéo đặt chuyện ba láp bà xàm. Ủa, vậy là nãy giờ ông Bốn đang nói chuyện của bà Vú hả? Trời, không lẽ bà Vú đây lại sợ con bé đó hay sao? Bà Vú, gì? Bộ bà sợ nó giành chỗ bà hả? Làm gì có chuyện đó. Nè, tôi không có nói tên ai đâu à nghe. Ai chột dạ thì người đó lên tiếng. Ông á, chỉ võ tài nói hành người khác. Đờn ông gì mà nhỏ mọn. Nói có trời đất chứng giám, nếu mà tôi không bài vẽ thì con Hường á, nó có biết cách chăm sóc cho bà Tư với lại cậu Út á, vừa lòng hay không chứ? Đúng rồi. Tôi nè, là người ngay thẳng đàng hoàng. Ma quỷ tôi còn chưa sợ, sợ gì một đứa con nít hỉ mũi chưa sạch chứ? Thì bà là người trơn tránh. Bà đâu có sợ ai đâu nè. Nhưng có sợ hay không thì cũng chỉ có một mình bà biết. Bà Vú ơi, Vú đó bột xong chưa? Cậu Út tỉnh dậy rồi kìa, cho nên là bà Tư sai con đi tìm Vú đó. Xong rồi. Mà nè, mày á, đừng làm cái giọng bà chủ lên giọng trịch thượng với tao nghe mày. Tránh ra mày.
bả giận cá chém thớt vậy đó mà. Hơi đâu con để ý chi lời nói của bả. Con mau chạy lên đó, phụ bả mần con chuyện đi thôi bị rầy đó đa. Dạ. Dạ bà Tư. A à, ô con trai của má. Ô nãy giờ cậu Út có khóc không? Dạ không, cậu Út ngoan lắm bà. Con trai của má ngoan quá à. À ô ô ô. Ủa, cái này của ai vậy Hường? Dạ của bà ba mới đem qua cho cậu Út đó bà. Bà qua đây lâu chưa? Bà có hỏi gì mày không? Dạ hồi trưa bà mới đi là bà ba tới đó bà. Dạ bà ba hỏi là con mừng việc quen chưa, dặn con á là phải nghe lời bà và chăm lo cho cậu Út. Hường. Dạ. Mày lại đây. Dạ. Dạ ba. Nghe bà dặn nè, mày ở đây không được tin ai hết nghe không? Ngoài miệng người ta nói ngon nói ngọt vậy đó, nhưng mà trong bụng toàn là mưu sâu kế độc đó đa. Ủa bà ơi, ai cũng vậy hết hả bà? Nhưng con thấy bà ba nè hiền lành nhân đức lắm luôn á. Chính bà ba nè với lại cậu Tư đã giúp con á. Mày im đi, con nít biết cái gì mà nói. Nhớ là phải dè chừng lời ăn tiếng nói nghe không? Ai có hỏi chuyện của bà với cậu Út cũng không có được nói. Bà đã dặn là phải nhớ ở trong đầu. Dạ. Đừng có thài lai là tao đập chết á. Dạ dạ, thưa bà con nhớ rồi. Ừ. Ôi mớ tả này đi ra đằng sau mà giặt đi. Dạ dạ. Hương. Dạ. Mày đứng lại tao biểu coi. Cớ gì mà đụng mặt tao mà mày lắm la lắm đét vậy hả? Ai làm gì mày sợ vậy? Mày muốn né tao phải không? Dạ, dạ thưa bà con không dám. Mày đừng có chối. Chắc có người bài biểu mày chứ gì. Chứ không mắc mớ gì mày phải sợ. Dạ thưa bà đâu có ai bài biểu con đâu. Nhưng mà tại... tại... tại cái giống gì hả? Chủ tớ một ruột như nhau à. Nhìn mày là tớ ứa gan lắm đó nè. Giống hệt như cái con nhỏ đó. Ý mình có chút nhan sắc, được cưng chiều nên lộng quyền, không biết thủ phận gì hết. Nhỏ mà muốn trèo cao. Bởi vậy á, ông trời cho sanh một đứa con, nó hành hạ nai bệnh mai đau vậy đó. Nè, tao nói mà mày dám dương mắt nhìn tao hả mày? Tớ ngu dốt không có biết phép tắc gì hết à. Kìa em hai, con nhỏ có tội tình gì mà em trút giận vô nó? Tại chị không biết chứ, nó vô phép vô tắc lắm. Hãy dòm thấy nó là em bực mình lắm. Cứ ra vô đụng mặt như vậy á, có ngày em loạn trí đó nè. Ông đã bằng lòng cho nó ở lại nhà thì chúng ta phải vâng lệnh, chứ cãi lại sao đặng. Hơn nữa nó theo hầu em Tư, đâu có làm phiền gì em đâu phải không? Thì em bực bội nói vài câu cho đỡ bực thôi mà, chứ ai làm gì em mượt kệ. Thôi em về phòng á. Cầm lên đi. Dạ. Đi ra đây. Bà hai tánh tình ồn ào rỗn rãng như vậy chứ bà không có để bụng đâu. Đừng có sợ ngang. Có điều mai mốt mà thấy bà hai ở đâu là phải về chừng. Đừng có chọc giận bà ngang. Dạ con cảm ơn bà cả. Con đem tả của cậu Út đi giặt đó hả? Dạ. Lóng rầy à. Cậu Út có khóc đêm không? Rồi có chịu ăn uống gì không dạ, con? Dạ cậu Út á. À thôi bà hiểu rồi. Là bà Tư dặn con không được nói chuyện của cậu Út trước mặt ai đó phải không? Thôi được rồi, con đi mần công chuyện đi ha. Dạ. Dạ bà cả.
Mà đã qua 49 ngày của ông già chưa? Dạ, cũng mới cúng thất thứ bảy cho cha tôi ngày hôm qua rồi đó đa. À khoan đã thím lành. Bữa hổm có người cho tôi mấy gói thuốc gia truyền, chữa bệnh hay lắm đó thím. Để tôi đưa về cho thím sắc, đỡ tốn tiền nghe. Bà làm tôi ái ngại lung quá. Thôi đừng có dụ dự nữa, theo tôi về đi nghe. Dạ. Nghe nói người có tang mà tới thăm trẻ sơ sinh thì sẽ làm cho đứa nhỏ sanh chứng khóc đêm, khó chịu, bứt rứt trong người luôn lắm. Để mình thử coi sao. Nè, thím Năm qua thăm bà Tư với cậu Út đó đa. Bà coi dẫn thím vô phòng thăm bà Tư với cậu Út một chút đó nghe. Dạ thưa bà, thím Lành đây là... Thì cũng là hàng xóm thôi. Người ta nghe bà Tư mới sanh cho nên ghé qua thăm đó mà. Dạ. Họ đã cất công tới đây rồi, không lẽ mình từ chối coi sao đặng. Dạ. Vú đưa thím vô đi. Dạ, nhưng mà bà Tư với cậu đang ngủ. Ừ, thì tới cửa phòng đứng dòm cho thỏa lòng người ta một chút rồi người ta về cũng được vậy. Không lẽ giờ chờ tới lúc bà Tư thức dậy rồi mới vô thăm được hay sao? Dạ. Ra ngoài cổng dẫn người ta vô. Dạ. Sao không vô trò chuyện dăm ba câu mà lại tự nhiên đi về nhanh vậy hả? Dạ, bà Tư với cậu Út còn đưa ngủ, cho nên tôi cũng không hỏi thăm được chi. Mà sao tôi dòm cái mặt của cậu Út thấy ngộ thiệt á bà. Không có nói tào lao, người ta cử đó đa. Đây nè, với thuốc này thím cầm về, thím sắc một ngày uống 3 lần ha. Dạ, cảm ơn bà. Thiệt tôi làm phiền bà quá sức à. Có gì đâu. Tôi xin phép bà tôi về. Em Tư à, từ ra chịu khó mà dỗ con nghe. Nó không chỉ làm em khổ sở hôm nay thôi, mà còn khiến em phải vất vả cực nhọc từ năm này qua tháng nọ nữa đó. Cho chừa cái thói học đòi làm bà này bà nọ. Tư là tư phú tư, bảo kim sắc phong lên đàn, vào ra luôn trong tình chàng. Có chuyện gì vậy Vũ? Ê Hường. Dạ. Ai dạy mày ca mà nghe mùi dữ vậy mày? Dạ, tại vì ở dưới quê á, con thấy người ta ru con á, là người ta hát bài này không, cho nên con bắt chước học thuộc luôn á. Ờ, vậy hả? Dạ. Mờ có chuyện chi không Vũ? Ừ, đâu có gì đâu. Tao nghe mày ca, thấy vui tai vậy đó mà. Ê, dạy tao ca mấy con nghe chơi mày. Dạ, được rồi, vậy giờ Vũ hát theo con nha. Ừ. Tư là tư phú tư, bảo kim sắc phong lên đàn, giàu ra luôn trong tình chàng. Năm cánh mơ màng, em luôn trong tình chàng. Bảo kim sắc phong lên đàn, giàu ra luôn trong tình chàng. Dễ mà. Tự là tự phu tương, bảo kim sắc phong lên đàn, giàu xa luôn trong tình bạn. À. Hả? Cái gì vậy? Bà cũng ưa ca hát nữa hả? Vậy mà lâu nay tôi cứ tưởng bà chỉ biết la biết rầy người khác thôi chứ. Nói nào ngay, còn Hường á, nó ca nghe mùi dữ lắm. Chứ không phải khó nghe như bà đâu. Mà nghe con nhỏ ru cậu Út ngủ đã cái kiểu này, tôi nè còn muốn ngủ. Vậy chứ tôi ca bộ khó nghe lắm hả? Bà ca cũng được, nhưng mà tôi phải nhảy xong. Nhảy xong làm gì? Chết cho sướng hơn. Vô duyên.
làm cho bà ca hay lắm vậy? Tư là tư phu tướng, bảo kim sắc phong lên đàn, vào ra luôn trong tình bạn năm canh. Vào ra luôn trong tình chàng năm mày có chắc hồi sáng nay ba mày dẫn tụi nó ra ruộng không? Hay là thôi đi, tụi nó là con ông hội đồng đó, gửi tụi mình chơi dại á, tụi nó có chuyện gì là tụi mình ốm đòn nát thay đó đa. Ở đó đó hả? Đó, đó. Cậu coi đó, lúa đầy ấp vàng ống cả một vùng luôn á cậu. Tụi nó tới kìa. Đợi sau khi tao dụ ba tao đi khỏi, mày chạy tới đó làm y như là tôi dặn nghe chưa? Cha, cha. Cái gì vậy mày? Cha, cha. Có chi cha lại háo nước vô ruộng vậy cha? Gặp ốm hết mạ rồi cha. Mày nói bá láp gì vậy Điền? Tao đâu có điên đâu mà mần như vậy. Thiệt mà, hồi sáng con đi ngang qua ruộng nhà mình. Làm sao? Thấy nước ngoài đê đang tràn vô ruộng nó đa. Chắc là cái đứa nào nó phá tao đây nè. Dạ, dạ ba cậu thứ lỗi cho tôi nghe. Tôi chạy riết tới đó tôi coi làm sao rồi tôi đưa ba cậu đi coi tiếp nha. Dạ xin phép ba cậu. Đi đi. Đi đi. Thằng nào nó phá tía rồi nè. Ê, ê thằng kia, mày có biết tụi tao là ai không mày? Thấy con trai ông hội đồng mà không biết cúi đầu chào hả mày? Gan mày cũng lớn lắm đó đa. Dạ, con chào ba cậu. Mày tên gì? Tía má của mày là ai? Dạ, tôi tên Khóm. Tía má tôi là tá điền của nhà ông hội đồng. Hả? Thôi xin phép mấy cậu tôi đi. Ê, đứng lại. Mày đang cầm cái gì trên tay mà giấu giấu giếm giếm như phường trộm cắp vậy mày? Mày ăn cắp cái giống gì? Đưa tao coi mày. Dạ, không có gì đâu cậu hai. Cái này tôi lượm trong đầm mà. Quanh vùng này á, có chỗ đất nào á, không phải của nhà tao, vật đó á, ở trong đầm á, cũng là thuộc về của nhà tao. Biết khôn á, thì đưa đây cho tao. Thôi mà anh hai, có một vật nhỏ mọn như vậy mà anh đã tâm tới làm chi? Thôi đừng làm khó người ta nữa. Đi 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 đi. Ê, Khóm, mày không được đi đâu hết. Đưa cái bọc cho tao, rồi mày mới được đi. Cậu hai,
tôi đưa cho cậu, nhưng mà cậu đừng mở cái bọc ra nha cậu. Mày đưa đi mày. Đưa đây. Dạ, xin phép cậu tôi đi. Đi mày. Ê, anh ba, anh hai. Vậy mới được chứ. Ui trời Phật ơi. Làm sao mà tới nông nổi này vậy con? Trời ơi, cái mặt sưng chù dù lên hết rồi đi nè. Mà cái quân nào nó ác để cho ông đốt nhỏ lung gì đó không biết nữa. Còn hai đứa nữa, cứ chi mà cùng nhau đi chơi mà để cho anh hai bị như vậy hả? Dạ, lúc đó con cũng coi anh hai bỏ đi rồi chứ. Nhưng mà anh nhất quyết là vẫn chặn hàng khóm lại để lấy cái bọc. Con cản không có được cho nên mới đi theo anh ba đó chứ. Ai về đâu trong bọc lại có tổ ông. Thằng khóm là thằng nào? Hả? Con cái nhà ai mà ngỗ nghịch quá vậy? Tía má nó là tá điền của nhà mình đó má. Ý da, đau quá à. Má biết, đau má biết mà. Nhưng mà duyên cớ chi nó lại đưa con tới tổ ông chứ? Dạ, nói nợ ngay á là cũng do anh hai một mực đòi mở cái bọc ra. Chứ lúc đầu người ta đâu có chịu đưa. Tại nó cứ lắm là lắm lét, giấu giấu chơi chè chi. Nên con tưởng nó ăn cắp vật chi của nhà mình. Con mới đòi lại đấy chứ. Ui đau quá má ơi. Ôi trời ơi tội quá à. Thôi để má hỏi cho ra lẽ, rồi má biểu tía má nó đánh cho nó một trận cho nó biết. Cho chừa cái thói du côn, ra đường chọc ghẹo người khác. Thôi mai mốt con đừng ra đường nữa. Dạ. Rồi gặp mấy thằng mắc dịch đó, nó kiếm chuyện là khốn nghe. Dạ. Để má sai bày trẻ qua thầy Năm sắc thuốc, về cho con uống đỡ đau nghe con. Dạ. Hương ơi, mày đâu rồi? Lại đau lại bệnh nữa rồi. Quanh năm suốt tháng đau ốm hoài phát mệt à. Còn hai đứa bay, má phạt từ để cho đến giờ ăn cơm đứng khoanh tay như vậy nghe chưa. Cái tội anh em trong nhà mà không biết binh vực lẫn nhau là như vậy đó. Chờ má chút nghe con. Dạ. Ây da. Hả? Đau dữ lắm phải không con? Dạ. Trời, tội quá. Trời ơi, đã đau rồi còn nghe tiếng thằng Út khóc nhẹ nhẹ bên tai à. Bực mình à. Thôi con. Má Tư đâu rồi? Bà Vũ đâu rồi? Hà cớ chi mà để nó khóc chứ? Có chuyện gì vậy bà? Thằng nhỏ nó nóng quá. Ở trên người nó sao mà nổi mụn đỏ tùm lum vậy nè? Dạ dạ đó tôi đó, coi. Vũ coi đi. Dạ, chắc cậu Út bị ban đỏ rồi đó. Thôi à, đó tôi chạy qua giàm rước thầy về liền nghe bà. Hương à. Dạ. Hương. Dạ. Mày làm cái gì vậy hả? Dạ. Chăm sóc cho cậu Út kìa. Dạ. Vô lấy cái thau nước ấm để cho bà lau cho cậu Út, nhanh lên. Dạ. Dạ thôi tôi đi nghe bà. Ờ đi lẹ đi. Dạ dạ dạ. Lạy trời lạy Phật, cầu trời Phật cho con tôi mau hết bệnh. Út à, thấy con đau đớn như vậy, lòng má đau như lửa đốt vậy đó. Con mà có bề gì chắc là má không sống nổi đâu Út ơi. Bà Vú bà già cả, còn lâu bà mới về được. Hương. Dạ. Con lo cậu Út cho bà. Để bà đi mời thầy về khám bệnh cho cậu Út nha. Dạ bà ráng đợi chút xíu nữa đi, bà Vú sắp cưới thầy về liền đó. Không được đâu con, bà sốt ruột lắm,
Lỡ như bà vú bà qua nhà mà không gặp được thầy thì sao? Để bà đi riết lên xóm trên á, đích thân mời thầy ứng về đây. Mai ra ông nể mặt mà tới thăm bệnh cho cậu Út. Mày coi cậu Út cho cẩn thận đó nghe chưa? Dạ. Bà đi nghe. Dạ. Cậu Út ơi, cậu Út à, cậu đừng khóc nữa nha. Nín đi thương nè. Em con nó bệnh, cho nên má Tư với bà vú đi kêu thầy rồi. Dạ. Còn có mình con Hường ở trỏng vỗ nhỏ hà. Dạ. Ôi mà chắc tại nó không biết cách cho nên nhỏ mới khóc lung vậy đó chứ. Đậu quá à. Thôi con đừng có la nữa mà. Đây nè, má Tư con có cái tật, hỡi chút là lo, hỡi chút là la à. Dạ. Nếu mà nhỏ nó khóc á thì có gì đâu, mình chỉ lau mình mẩy cho nó mát nè, xong mình ẩm nó ra ngoài trời vậy nè, mình cho nó hứng gió, cho nó khuây khỏa, nó hết bệnh liền chứ gì đâu. Thôi má giận cho nên mới rầy la hai đứa như vậy, chứ hai đứa thì cũng đâu có tội tình gì đâu. Thôi ra làm sao rửa tay rồi ngơi nghỉ chờ ăn cơm nghe. Dạ, cảm ơn má. Má. Có điều ây cha, lúc này mà làm như vậy á thì chỉ có bệnh nặng thêm thôi. Hồi nhỏ má nhớ con nó cũng từng bị bệnh này, nhưng mà lúc đó má kỵ không cho con đụng nước, không cho con ra gió cả chục ngày á. Xây qua đây má làm cho. Ây da, má ơi. Thôi con. Cậu Út ơi. Nín đi cậu. Ủa cậu Tư. Ủa thằng Út nó bị gì vậy? Dạ cậu Út nóng quá, cậu không chịu được nên cậu không biết gì đó cậu. Con dỗ cậu hoài mà cậu không chịu nín. Trời ơi, nóng luôn như vậy làm sao mà không khó chịu, không khóc cho được. Ê, hay là Hường lấy khăn ướt á lau cho nó, để cho nó bớt nóng, rồi ẩm nó ra ngoài chơi, cho nó đừng có khóc nữa. Thì không cậu. Thiệt, tôi nghe người lớn nói như vậy đó. Thôi, để tôi giúp Hường một tay nha. Dạ. Nín đi em, nín đi nha. Nín nha, nín nha. Cậu ơi. Ơi, cậu đừng có khóc nữa như cậu. Thôi mà. Cậu ngoan nha. Cậu ngoan nè. Đừng khóc nha cậu. Thôi mà cậu. Cậu ơi. Ủa, thằng Út đâu rồi kìa? Hường ơi, mày đâu rồi? Dạ. Trời ơi, cậu bệnh mà mày ẵm cậu đi ra ngoài. Dạ con ẵm cậu đi ra ngoài chơi cho nó mát. Đâu coi. Cái bệnh cậu Út vậy á là cái bệnh trái rạ đó nè. Chỉ được ở trong phòng thôi chứ không được đi ra ngoài. Út ơi. Dạ tại con thấy cậu nóng quá nên con ẵm cậu đi ra ngoài cho cậu dễ chịu hơn. Cái bệnh này á kỵ nhất là ra gió, với lại không được đụng nước. Nếu không kiên cử thì bệnh sẽ nặng thêm à. Dạ thưa bà tha lỗi cho con đi. Hồi nãy con lỡ lấy khăn ướt lau cho cậu Út rồi. Trời ơi là trời, mày hại con tao rồi. Trời ơi. Ôi má thương. Hường ăn đi, coi chừng đói đó. Em cảm ơn cậu, nhưng em không dám ăn đâu. Rủi mà bà Tư bà biết được là em bị đánh chết đó. Mà có khi cậu cũng bị dạ lây luôn đó. Thôi cậu đi vô đi. Cũng tại tôi bà cho Hường mừng mấy cái chuyện tào lao, cho nên Hường mới bị má Tư phạt. Tôi thấy mình bậy quá à. Vậy thôi, để tôi vô tôi nói với má Tư nghe rõ đầu đuôi câu chuyện nha. Thôi, dạ thôi đi cậu. Bà có phạt em chút xíu cũng không có hại gì đâu.
Cậu mà kệ em đi. Vậy Hương ăn đi, để tôi canh chừng cho. Ăn từ từ thôi, coi chừng mắc nghẹn đó. Uống miếng nước đi nè. Tư Trọng ơi, con đâu rồi? Tôi chết. Má tôi gọi rồi. Trọng ơi, tôi vô nha. Con đâu rồi? Không thôi má tôi rầy. Dạ vậy thôi cô vô đi. Nhưng mà Hương ở đây một mình, tôi thấy em không sao đâu. Vậy thôi tôi vô nha. Ủa Hương bị sao vậy? Hương sợ hả? Em có cái tật sợ ma. Không sao đâu, tôi có cái này nè, hay lắm. Hương cứ nắm chặt cái vật này trong tay đi, nó làm cho không có con ma nào dám tới gần Hương đâu. Cô Tư. Nè, bọn mày quỳ từ đêm tới sáng luôn hả? Tội nghiệp không? Ai biểu tao lanh chi? Thằng Út nó đổ bệnh nặng là tại mày á. Ủa, mà cậu Út đau sao rồi cậu hai? Tao nghe nói á, nó nổi mụn đỏ khắp người luôn á, nắm lung lắm luôn á. Tại tôi hết thảy, tại tôi mà cậu Út mới đau nặng như vậy á. Nè, mày lấy hai miếng vải này nè, mày lót đầu gối mày đi. Tôi... chứ quỳ cả ngày cả đêm sao chịu cho thấu. Thôi tôi không sao đâu cậu. Nè, mày không nghe lời tao hả? Lót đi, không lót hồi lát nữa hai đầu gối mày nó sưng lên á, mày đi không được luôn á. Nè nè, lót đi lót đi lót đi, lót đi nha, tao đi á. Cậu hai. Cậu hai, cậu hai ơi. Ủa, chớ sao vậy con? Con làm lỗi gì mà bị bà Tư phạt quỳ ở đây? Nó bị phạt là đáng tội nó lắm mà. Thằng Út nó lên trái rạ mà nó dám lấy khăn ướt lau hết mình mẩy rồi ẩm ra ngoài gió nữa chứ. Cũng may là chưa đến nỗi nào, chứ có chuyện chi là mày bị lôi ra đánh một trận đó nè. Sao con dài lung vậy? Ai bài con mà mần chuyện tào lao vậy con? Dạ. Ôi, cái thứ này tớ muốn lập công đó mà. Muốn lấy lòng chủ chứ chi. Ngu dốt mà cứ tưởng mình tài giỏi. Cho nó quỳ cho tới khi nào chịu hết nổi, lôi ra đập một trận cho nó chừa cái tật thầy lai đó. Ủa, cái gì đây? Mày thiệt là cái đồ liếng sáo mà. Em ba, em còn kêu là nó tội nghiệp nữa hay không? Con này lớn gan quá ta. Để tao nói với bà Tư đánh cho mày một trận. Dạ, dạ. Để bỏ cái thói gian trá đi. Dạ. Trời ơi, con mần chuyện gì vậy con? Con mần vậy sao mà bà năn nỉ bà Tư tha cho con được hả Hường? Dạ con. Thôi, mình đi chợ đi, em thôi trễ. Dạ. Rồi chút ghé thăm thằng Út rồi nói chuyện với anh Tư sao? Dạ. Mày á, bị phạt quỳ đã khỏi lắm rồi, lại còn bị đánh đòn nữa chứ. Ai biểu mày ngu chi? Ngu là mày phải chịu nghe chứ mày. Hai, con thấy má đang tụng kinh hay sao? Ra ngoài chơi đi con. Thôi, con phải công nhận á, má cười quá chừng quá đổi luôn á. Trời ơi, con sắp bể bụng rồi đó đa.
Thì chuyện gì mà con đắc chí dữ vậy con trai? Con mới xí gạt được con Hường á má. Trời ơi công nhận á, nó ngu quá, nó bị con xí gạt mà nó không có biết. Mà má biết không, con thấy má hai má ba á sắp đi ngang qua chỗ con nó quỳ, nên á con chạy tới trước, con làm bộ thương hại nó, rồi nhét dưới gối nó hai miếng vải này nè má. Tới chừng má hai phát hiện ra, má hai rầy nó, còn la nó là đồ liến sáo nữa đó má. Má hai còn khăm mét má tư là đánh cho nó nát thay luôn. Cho nó chừa. Hai Hoàng à, con là đàn ông con trai, cớ chi lại mần ba cái chuyện lắc sắc đó hả con? Ủa sao má rầy con? Má cũng đâu có ưa nó đâu. Đáng lẽ con hại nó, má cũng phải hại dạ chứ. À, thiệt tình là má ghét nó, nhưng cái chuyện nó bị quỳ la hay là bị đánh đòn đâu có phải là chuyện lớn lao gì cho cam. Bây giờ con còn nhỏ, con chưa thông tỏ hết mọi chuyện, nhưng mai này khi con lớn lên, làm chuyện gì cũng phải suy nghĩ cho thấu đáo nghe con. Đã gọi là bài mưu tính kế thì phải dụng mưu sâu kế độc. Hại là hại cho chết, hại cho thân sơ thất sở. Lẽ ra con Hường nó không can dự tới má con mình, nhưng vì nó làm lỡ dở công chuyện của má cho nên má bực. Để đó đi, má ghét nó, má sẽ không tha cho nó đâu. Nhưng bây giờ thì chưa tới lúc. Đi ra ngoài để cho má tụng kinh. Ngoan ngoan con, đến đi con, má thương mà. Vũ ơi, Vũ. Dạ dạ. Má thương nha con, đến đi con. Con ơi, bà để tôi lau. Dạ dạ dạ, ấy nè bà. Thôi thôi, đưa đây. Dạ dạ, chảnh ra đi. Để lên. Tội nghiệp con tôi. Mày gọi cho bà lẹ lên, để tao đi lấy đồ. Dạ dạ. Con ơi, trời đất ơi, sao mà khóc hoài không biết nữa. Quạt lẹ cho cậu đi con. Má phải làm gì đây? Con ơi. Dậy đi. Trời đất ơi, giờ này mà còn ngủ nữa hả? Mày muốn chết hả? Dạ dạ dạ, tại con mệt quá nên con ngủ quên đó chú. Chứ mày á, có biết là cậu Út thức dậy bỏ đi đâu không? Ủa cậu Út đi đâu rồi? Ủa cái gì, cậu Út bỏ ra ngoài nãy giờ rồi đó. Cọ đó mà hỏi nữa, đi tìm. Dạ. Con gái con đứa gì đâu mà ngủ trưa trần cả. Cậu Út ơi. Cậu Út. Nè, con ếch nó có tội tình gì mà cậu lấy cây cậu chọt nó? Bộ hết chuyện chơi rồi hả? Mấy người nhà giàu á, đâu có ai mà hiền lành tử tế nhân từ đâu. Tôi có mần gì đâu mà nói tôi như vậy. Tôi thấy kiến bu quanh con ếch nên làm như vậy để kiến bỏ đi. Cậu đuổi kiến đi mà cầm cây chọt mạnh lung vậy, lủng bụng nó chết làm sao? Tôi giúp nó mà. Giúp đâu không thấy, mà thấy hại chết con ếch của người ta. Ác độc quá đa. Tôi không có mần gì độc ác. Mấy người đừng có đổ oan cho tôi. Đổ oan gì tôi thấy mà. Nhưng mà cậu Út, có chuyện gì vậy?
À, có vợ người ta tới rồi kìa. Coi mà dắt chồng cô á về dạy dỗ cho đàng hoàng, chứ đừng có để cậu đi lung tung rồi mần chuyện quấy đó đa. Cậu bỏ cây xuống đi, dơ rồi nè. Ừ, điện mặt mày cũng dơ rồi, để tao lau luôn cho. Mực kệ họ đi cậu, về ăn sáng đi, kẻo bà la. Ờ, hai vợ chồng dắt díu nhau về đi. Ủa, sao không đem con ếch về chăm sóc cho nó nữa? Thôi đi. Thiệt ông trời, ông không công bằng đúng không mày? Hai đứa mình lớn bộn vợ nè, mà không ai thèm ngó hết. Còn thằng con nít mới 9-10 tuổi đầu à, mà cưới được con vợ đẹp lung hả mày? Thôi mày ơi, chỉ có mấy người nhà giàu á mới mần việc tréo ngoe vậy, chứ mà nghèo như mình á, cả ngày cắm đầu cắm cổ lo mừng ăn, còn túng thiếu thì tiền đâu mà lo hỏi vợ. Nói thiệt với mày á, hằng ngày tao nhìn thấy con nhỏ đó cứ cúi đầu nhẫn nhịn đặng chăm sóc cho thằng nhỏ đó, tao thấy sao khổ quá đa. Dòm nó ngứa mắt làm sao á, cớ chi mà phải luồn cuối cầu lụy miếng ăn như vậy, đúng không? Ừ. Thiệt là nực cười hết sức mà. Ờ, thôi mình đi ra ruộng đi, chớ hết nắng à. Ừ. Út. Ủa, có chuyện gì mà coi mòi con không được vui vậy con? Vui sao được mà vui, mỗi sáng sớm mà con bị người ta cười nhạo rồi đó. Chà, đứa nào lớn gan dám chọc con trai của má vậy? Hương, cớ chi mày ở đó mà không lên tiếng bênh vực cậu Út hả mày? Dạ. Thì thằng đi thằng khóm chứ ai, tụi nó nói con chơi ác. Ừ. Hai cái thằng đó hết muốn sống rồi hay sao chứ? Để đó, má kêu bầy trẻ kêu tụi nó lên đây rồi má rầy la cho một trận cho biết. Hả? Há xì. Chết, con có sao không con? Con đau chỗ nào? Trời ơi, cỡ gì mới sáng sớm mà chạy ra đồng chơi chứ. Hương, mày để cho cậu mặc phong phanh như vậy mà ra đường được đó hả? Mày lo cho cậu Út như vậy đó hay sao? Dạ con... Lúc con thức dậy con thấy chị Hương vẫn còn ngủ, nên con chạy ra đồng chơi luôn. Thôi được rồi, con ra sau ăn sáng đi. Má kêu bà vú nấu đồ ăn cho con rồi đó. Dạ. Mày đó, càng ngày càng tệ nghe chưa Hương. Việc của mày là trông coi cậu Út, theo sát bên cậu từng giờ từng khắc. Vậy mà cậu Út thức dậy bỏ đi ra ngoài mà mày cũng không hay không biết chi là sao? Bữa nay mày ngủ nhiều rồi thì tối nay đừng ngủ nữa. Đứng quạt cho cậu Út suốt đêm cho tao nghe chưa mày? Mình à, mới đó mà mình đã mất được 5 năm rồi. Từ ngày mình mất tới nay, việc nhà, việc cửa vẫn yên ổn. Di chúc của mình để lại như thế nào thì mọi người cứ theo như vậy mà mừng. Mình an tâm mà yên nghỉ đi, đừng có lo chi hết nha mình. Có điều tôi vẫn cứ thấy ấm ức trong lòng mỗi khi nhớ lại lời mình dặn trong di chúc. Cớ chi mà mình lại coi thường thằng hai? Mình giao hết cơ ngơi sản nghiệp cho thằng ba coi ngó mà không đoái hoài gì tới thằng con trưởng này hết vậy. Mình làm vậy tôi thấy tội nghiệp cho con mình lung lắm đa. Tụi bay đúng là lũ làm biếng, có mấy cái kiểu mà cũng không biết chăm sóc để hư hết là sao? Muốn tao bỏ đói cả lũ hả? Thank you.
Nè, rầy người làm cũng có 5-7 cách rầy. Không phải cứ ồn ào sáng sớm như vậy thì người ta thấy được oai của cậu hai nhà hội đồng đâu. Đi lại đây, ngồi xuống ghế nè, cho má nói chuyện coi. Chuyện gì vậy má? Má thấy mặt con là má cự nữ à. Con mệt lắm rồi, để con về phòng con nghỉ ngơi đây. Ngồi xuống đó đi. Tại sao con không tự hỏi là cớ chi má rầy con miết vậy? Con coi lại mình đi. Con là cậu hai, là con trưởng trong nhà này. Vậy mà con không chịu tu thân lập chí cho nên người. Suốt ngày lưu lỏng ngoài đường, không tụ tập đá gà thì cũng thả rong theo phường bộm bãi. Con có thấy hổ thẹn với tông môn dòng họ không hả? Má ơi, sao má nặng lời với con lung vậy? Đây đâu phải là lần đầu tiên má nói với con như vậy chứ. Dĩ như con biết nghe lời má, thì má đâu phải khổ tâm nhọc trí với con như vậy. Ngay cả phận má đây nè, mang tiếng là bà cả, mà cũng không được nể trọng, bị người ta khinh nhờn ra mặt, là cớ chi con biết không? Má ơi, bộ má tưởng là con không muốn làm quyền cao chức trọng hay sao chứ? Có điều, di chúc của cha đó đã giao toàn bộ nhà cửa ruộng vườn cho ba Lâm hết rồi. Có nó đứng gánh vác hết trơn rồi, cần chi tới con nữa? Má thấy đó, bây giờ con không đi chơi, làm việc chi cho hết giờ hết ngày. Mày, đừng có đem di chúc của cha ra đây mà cãi lý với má nghe. Người sống sờ sờ ra kia mà còn thái lòng đổi dạ. Huống chi là cha con đã ra người thiên cổ rồi, chuyện thay đổi di chúc là đâu có khó khăn gì. Tất cả chỉ là tại con hết, con chỉ lo chơi bời mà làm cho má khổ lây đó đa. Trời ơi, ông trời ơi, ngó xuống mà coi nè, cớ chi lại ngược ngạo như vậy? Vợ lớn mà phải xuống nước nhỏ nhẹ với vợ nhỏ, trai trưởng thì bị trai thứ giành hết quyền. Trời ơi là trời. Thôi con đi về phòng ngủ nha má. Dạ thưa má, có chuyện gì mà má khóc vậy má? Con thấy không, nó có làm cho má vui được ngày nào đâu. Tưởng cưới vợ rồi, lo tu tâm dưỡng tánh, mừng ăn đặng nở mày nở mặt với thiên hạ. Ai dè, càng ngày lại càng mần nhiều chuyện quấy. Con coi, liệu mà giữ chồng con đó đa. Dạ, con xin lỗi má. Cũng tại con không biết can ngăn chồng con nên mới ra nông nổi này. Má giận thì má cứ rầy, con xin nghe à. Lúc nào con cũng xin lỗi, xin lỗi. Không biết gì ngoài hai chữ xin lỗi hay sao? Đàn bà chỉ có mỗi một việc là lo cho chồng, giữ chân chồng mà cũng không làm được, vậy thì làm được cái gì nữa hả? Ngay cả cái chuyện mà tôi mong mỏi chờ đợi bấy lâu nay mà cô cũng không làm được nữa là sao? Dạ thưa má, con biết là má phiền lòng tại vì con không sanh được cho má đứa cháu nội, để má hữu hỷ sớm hơn. Nhưng mà má hãy hiểu cho con cũng mong muốn lắm. Chẳng qua là số của con bạc phước, nên con đã cầu trời khẩn Phật bao năm nay, tới giờ con cũng chưa có thai nữa. Thiệt tình là con cũng trông mong luôn lắm má. Cô nói nhiều như vậy để làm gì? Tôi chỉ cần cô sinh cho tôi một đứa cháu nội đích tôn, tôi khỏi hổ thẹn khi xuống với Cửu Tuyền mà gặp cha của thằng hai. Thôi, tôi không gian cài với cô nữa. Tôi nói lại lần chót, nếu một năm nữa tôi không có cháu nội thì buộc lòng tôi phải tính cách khác. Lúc đó
Đừng trách sao tôi bất nghĩa. Mọi người cứ bình tĩnh đi, cứ vào trong làm việc đi. Còn á, còn cái vụ chuyện lương á, ông chủ sẽ trả cho mọi người mà. Tôi xin mọi người á, trả tiền đi. Mày đi về đi, trả đi mày, trả tiền trước đi. 3 tháng này chưa có đồng lương nào hết. Trả tiền đi, trả tiền đi, trả tiền đi. Ông chủ ơi, ông chủ. Chuyện gì? Ông chủ. Họ thầy đang kêu réo sầm ở ngoài kia kìa ông chủ. Họ nói á, nếu hôm nay á không trả tiền lương 3 tháng cho họ thì họ sẽ không vô xưởng làm việc đâu. Kêu là cái giống gì chứ? Muốn náo loạn hay sao vậy? Chú ra ngoài đó đó, nói với họ, nếu không chịu làm á thì đừng có hòng lấy được tiền. Ở ngoài đó lộn xộn lắm chủ ơi, người nào người nấy coi bộ bực mình lắm. Tôi mà ra đó không khéo là đổ dầu vào lửa, rồi lỡ có chuyện chi thì làm sao có cái mạng để vô đây. Vậy chứ lâu nay ta trả lương cho mày để mày làm cái gì hả? Gặp lúc nguy khốn á thì mày phải ra tay giải cứu cho tao chứ đâu có sợ sệt né đánh như mày vậy. Thiệt là cái đồ khốn nạn mà, nuôi ông tại áo mà. Chết à, chết đi, mày chết đi, làm không được gì, chết đi, chết đi, chết đi. Ngoài đó nghe thợ thầy đang đánh nhau. Chú thợ trở mặt, dạo này có bộ xưởng đóng tàu này không đóng cửa cũng không xong rồi đó đã. Chuyện của tôi có can dự gì đến cậu chứ, mà tôi đâu có mời. Cớ chi cậu tới đây rồi nhạo bán khích bác tôi chứ? Tôi tới là để nhắc về chuyện hôm bữa đã ngỏ ý với ông, chứ không có ý xúc phạm ông đâu. À, mà chuyện tôi nói ông đã suy nghĩ kỹ chưa? Tôi chưa có bao giờ có ý định bán cái xưởng đóng tàu này cho ai hết. Đây là mồ hôi nước mắt công sức của tôi gầy dựng bao nhiêu năm qua, làm sao tôi có thể bán ra được chứ? Cậu ba à, cậu đừng có ý là cậu có tiền muôn bạc vạn mà ép buộc được tôi. Tôi không có hứng đâu. Phạm đã làm việc kinh doanh thì phải biết rõ việc nào có lợi, việc nào có hại. Cái xưởng đóng tàu này có đem lại lời lãi cho ông hay không, ông là người hiểu rõ hơn tôi mà. Thợ thầy đang la ó, đòi ông trả lương cho họ bên ngoài kìa. Không lẽ ông chịu nhục ra tuyên bố với họ là ông đã bị phá sản hay sao? Nếu như ông bằng lòng bán, tôi sẽ trả gấp đôi số tiền hôm trước đã ra giá cho ông. Và sau này, nếu như ông muốn thì ông có thể ở lại đây và làm việc cho tôi. Tôi sẽ không bạc đãi ông đâu. Ông nghĩ coi, việc có lợi như vậy, ông còn vụ dữ làm gì nữa? Cậu đừng có giả nhân giả nghĩa với tôi. Cậu làm như cậu là ân nhân của tôi không bằng. Tôi xin nhắc lại với cậu, dù có chết tôi cũng không bán lại cái xưởng này cho cậu. Cậu về đi. Tùy ông thôi. Ông chủ ơi, ông chủ, ông chủ ơi. Cái gì nữa? Ông chủ, ông nói đi. Bữa nay ông trả lương cho tụi tôi không? Đã 3 tháng nay tụi tôi không nhận được một đồng lương nào hết. Cả nhà tôi á đang chết đói. Vợ tôi á thì không có tiền để mà mua thuốc uống. Còn mấy đứa con của tôi không có một hột cháo để mà cầm hơi. Ông chủ, ông làm ơn đi. Nếu mà hôm nay á mà không có tiền đem về, chỉ bằng tôi liều mạng ở đây. Thôi chú Chính, việc chi cũng từ từ rồi bàn tính. Chú đừng có rối trí rồi làm bậy nha. Nhưng mà bây giờ tôi đang túng mà. Tôi biết, tôi hứa là sẽ trả lương đường hoàng cho mấy chú mà. Cũng do tôi gặp vận xui, cả lô hàng đưa đi đều bị trả về hết, nên mới xảy ra cớ sự như vậy. Mấy chú thông cảm, ráng chờ tôi dăm ba bữa nữa để tôi xoay sở, rồi việc đâu cũng vô đó mà. Không có tiền á thì vợ con tôi cũng không sống nổi đến ngày mai. Vậy thôi, để tôi chết trước cho khỏi thấy cảnh đau lòng. Chú Chính, chú Chính, chú Chính, chú Chính, tôi đã nói hết lời rồi mà sao chú không chịu nghe? Cớ gì chú làm như vậy chứ? Mau đưa ông đi bằng vết thương đi. Dạ dạ. Mau, mau lên đi. Đi. Tôi nghĩ hôm nay không chỉ có một người đổ máu ở đây đâu. Nếu như ông còn chần chừ thì còn nhiều người phải chết oan đó đã. Việc đã tới nước này rồi, ông hãy quyết định đi. Không kẻo tôi đổi ý đó. Tôi đếm tới ba. Nếu như ông không cứng, coi như tôi mặc kệ. Một, hai, ba.
Khoan đã, cậu Bảo Lâm, nếu tôi bằng lòng bán, cậu hứa sẽ chồng tiền cho tôi ngay hôm nay không? Tôi hứa. Tôi có mang theo bạc ở đây rồi. Cậu làm tôi ngạc nhiên quá ta. Cớ chi cậu biết sẽ mua được cái xưởng này mà lo sẵn bạc như vậy chứ? À, tôi nghi lắm. Đây có phải là mưu kế của cậu? Cậu khiến cho hàng họ của tôi bị ế ẩm, rồi xúi dục thợ thầy nghỉ làm phản đối tôi chứ gì? Đúng không cậu ba? Tới khi ông tỏ hết mọi chuyện thì đã quá trễ rồi đó đa. Cậu ba, cậu thiệt biết cách dụng kế đặng hại người đó. Nhưng cớ chi cậu lại để tới cái sự nông tào của tôi chứ? Tôi có làm chi có lỗi với cậu không chứ? Tôi đã từng nói với ông, Ba Lâm này đã muốn cái gì thì phải có cho bằng được. Bây giờ ông đã tin lời tôi nói chứ? Trời ơi, mọi người im lặng, cho tôi được nói vài lời. Kể từ hôm nay, ông chủ bộ sẽ nhượng lại cái xưởng đóng tàu cho cậu Ba Lâm đây. Tất cả tiền lương của mấy tháng trước còn nợ lại, cậu Ba sẽ thay mặt cho ông chủ bộ để trả cho mọi người. Vậy mọi người hãy an tâm đứng xếp hàng chờ lãnh tiền, và nhớ là ngày mai phải quay trở lại đây làm việc như cũ nha ông. Cậu Ba, coi bộ mua được cái xưởng đóng tàu này, con thấy cậu vui mừng luôn quá. Nhưng mà con không hiểu là cớ chi cậu lại... Mày đang không hiểu là cớ chi tao lại nhất quyết mua xưởng đóng tàu cho bằng được chứ? Dạ, con thấy cậu trả giá cao quá, có bộ chỗ đó làm ăn cũng không được tốt lắm. Cậu có dùng ý chi khác hả cậu? À, tao không có dạ gì bỏ ra một số bạc lớn để thu lại từng đồng tiền cát. Nếu theo cách làm ăn của mình thì ít nhất 5 năm mới thu hồi lại vốn, chưa kể lợi lãi. Sở dĩ tao mua xưởng đóng tàu cho bằng được là bởi vì nó nằm ngay ngã ba sông lớn, thuận tiện cho việc tàu ghe hai bên đi lại. Và tao cũng biết được rằng quan ba trên tỉnh đang muốn tìm một địa điểm để mở kho chứa hàng hóa nhập từ nước ngoài gì. Phải thử nghĩ coi còn nơi nào thích hợp hơn là xưởng đóng tàu của ông bội chứ. Dạ thì ra là vậy. Hèn chi cậu mới sai con đem bạc đến hãng Phú Lợi, kêu họ trả lại lô thuyền cho ông bội, làm ổng phải trắng tay, rồi xúi dục thợ thầy vài câu để cho họ bỏ việc hả cậu? Mọi việc không nằm ngoài sự dự tính của tao. Ông bội dù muốn hay không cũng phải sang lại xưởng đóng tàu này. Nhưng tao thật không ngờ ông ta lại nhắc luôn vậy. Mới hôm hay có vài ba câu mà ông ta đã sợ mất hồn rồi. Biết vậy chúng ta không cần phải tốn công tốn sức vô chuyện này nhiều đâu. Thầy giảng bài hiểu không? Lan hồi nãy Lan chép cái bài đó hết chưa? Không hiểu gì hết á. Chép hết rồi chứ. Thì lát rồi về cho Hoàng. Lát về cho Hoàng mượn đi, Hoàng chép lại. Mà thiệt nha, hôm nay bài khó ghê á. Bài khó không biết làm. Không có hiểu gì hết á. Tại vì hôm nay cái bài thôi chết, anh biết tôi để quên mấy cuốn tập ở đâu rồi. Chú đợi tôi vô lấy đây nha. Mà thôi đi, chỗ đó tôi phải tìm kiếm lâu lắm, mất công chú đợi. Thôi chú về đi, làm chuyện cho nói với ba tôi á, là tôi ở lại một chút. Xong việc rồi tôi về nha. Nói ba tôi đừng lo. Cuối tháng này anh về thăm nhà thiệt hay là hỏi vợ đó? Nè, em cứ kiếm chuyện chọc anh không à. Tại vì lâu rồi anh không về thăm má. Dĩ nhiên kỳ nghỉ lâu như vậy thì anh phải về thăm. Còn má nhớ anh thì sao? Ước gì em cũng được theo anh về thăm gia đình của anh, sẵn tiện thăm má của anh luôn. Không được đâu. Sao vậy? Sao tự nhiên anh gắt gỏng với em? Hình như anh giấu chuyện gì đúng không? Không có đâu, anh đâu có giấu em việc chi đâu nè. Tại vì á, anh chưa có nói gì với má. Anh sợ má rầy, là chưa xin phép má mà tự ý dẫn em về. Anh thiệt là đứa con hiếu thảo đó đa. Coi bộ anh thương má anh lắm hả? Còn má anh thì sao? Có cưng anh không? Kể em nghe đi. Tất nhiên rồi, má anh thương anh lắm. Em biết không, má anh á là một người đàn bà tính tình nhân hậu mà rất là đẹp nữa kìa.
Má anh á, chỉ có mình anh thôi, nên bao nhiêu tình thương á đều dồn hết cho anh luôn. Nhưng mà em hỏi thiệt câu này nha, cớ chi mà mỗi lần em hỏi đến gia đình của anh lại lấp la lấp lửng, không muốn cho em hay vậy? Có chuyện chi khó nói vậy anh? Không có gì đâu. Tại chẳng qua là tại gia đình anh. Nè, anh đừng có giấu em chuyện gì nha không. Em đã nói với anh á, là cho dù anh xuất thân từ gia đình bần hèn hay là anh là con cái của ai đi nữa, em cũng vẫn thương anh mà. Trọng nè, thời đại bây giờ đã rất tân tiến rồi, anh đừng có mang tư tưởng cổ hủ kiểu như là hôn nhân là phải do cha mẹ sắp đặt rồi lấy vợ theo ý gia đình, là em sẽ hận anh suốt đời đó đa. Nè, em nói sao gì vậy? Anh đối với em sao á, em biết mà. Sao mà em nỡ nghi ngờ chân tình của anh như vậy chứ? Tại gia đình của anh cũng bình thường thôi à, không có gì đáng nói hết. Nhưng mà nếu em muốn á, hôm nào rảnh anh sẽ kể hết cho em nghe, em chịu không? Cũng được đó. À, anh thương em thiệt không? Anh thương em mà. Thương á, sao không dám nhìn thẳng vào mắt người ta mà nói nè. Nè, nhìn em đi. Nè, nhìn thiệt lâu nghe không? Thiệt tình, anh không có sợ má rầy, anh chỉ lo sợ là anh ba sẽ rầy thôi. Anh không biết phải nói làm sao, cho em hiểu đi. Có thơ đây. Ủa, thơ của ai vậy chú? Thơ của cậu Tư Trọng, gửi cho bà ba. Cậu Tư đúng hẹn quá đà, cứ tới cuối tháng là gửi thơ về cho bà ba. Chú đưa đây cho tôi. Cảm ơn chú. Dạ. Chú đi đi. Dạ. Ông Bốn. Dạ. Thư của anh Tư Trọng gửi về cho tôi đúng không? Dạ đúng thưa bà. Đưa cho tôi. Lần đầu nhận được thư của cậu Tư, bà ba cũng mừng vui tới rơi lụy. Thiệt, cậu ở trên tỉnh chứ có xa xôi gì lắm đâu. Thấy bà mong nhớ như vậy, biết bà thương con tới giường nào. Kính thưa má, con viết vài hàng gửi về thăm má và mọi người trong gia đình. Lóng rày má có được khỏe không? Má có đi ngủ sớm như lời con đã dặn không? Riêng phần con ở trên này, con vẫn học hành bình thường. Cuối tháng này có dịp nghỉ lễ, con sẽ về thăm má. À má ơi, con có chuyện riêng muốn kể cho má nghe nè. Thú thiệt với má là con đang quen một người con gái. Người này là bạn học cùng trường với con. Cô vốn là một người thiếu nữ tân thời, tánh tình thẳng thắn, cởi mở, chứ không phải như mấy cô tiểu thư con nhà gia phong lễ giáo, khép nép, dịu dàng. Nhưng cổ rất hiểu chuyện, và gia đình cổ cũng là chỗ môn đăng hộ đối với gia đình mình đó đa. Con chỉ nói sơ qua như vậy thôi, nhưng con nghĩ khi nào gặp cổ má sẽ thấy hài lòng. Nhưng má nhớ giữ kín chuyện này giùm con nghe, đặng anh ba biết rồi quay qua quở trách con thì phiền lắm. Mắc công ảnh lại nói cho tiền lên tỉnh không lo học, mà lại dướng vô mấy cái chuyện tình ái trai gái như vậy. Thôi, chán tắt vài dòng, con xin ngừng bút. Má nhớ giữ sức khỏe nghe má. Kính thưa Tư Trọng. Con trai của má. Má nhớ con lùng lắm đó nghe. Em hai à, em có cần chị sai bầy trẻ nhắc em là tới giờ ăn cơm không? Mọi người tới đầy đủ hết á, chỉ chờ có mình mẹ con em thôi đó. Em xin lỗi chị cả. Dạ, con mời ba. Là do thằng ba nó mới vừa về tới, em chờ nó thay cái áo rồi ăn cơm luôn thể, chứ có lâu lắc gì đâu mà chị xách mé. Cái
số thằng ba nó khổ vậy? Thấy nó khổ tâm khổ trí lo gánh vác chuyện gia đình mà quên ăn quên ngủ làm tôi xót ruột quá đi nè. Nói nào ngay á, từ ngày cha nó còn sống cho tới nay chưa thấy mặt nó trong bữa cơm á, là ông chưa chịu ăn đó đa. Chào cả nhà, con tới rồi đây. Con mời bà. Lần sau nếu như mọi người có đói thì cứ ăn trước, đừng có chờ con nữa. Công việc của con nhiều lung lắm, con ăn sau cũng được mà. Con nghĩ nếu cha thấy con bận rộn như vậy chắc cũng không nỡ rầy đâu. Em nói phải đó ba Lâm. Trong nhà này em luôn được cha trọng nhất mà. Cha đã giao hết việc trong nhà ngoài ngõ cho một mình em, cho nên em mới bị bận tối mặt tối mũi như vậy. Em ăn cơm trễ là chuyện bình thường đúng không em? Anh hai nói cái giống gì mà lạ vậy? Em chỉ muốn cả nhà biết đặng thông cảm cho cái sự đi sớm về trễ của em. Chứ em có khoe mình giỏi giang gì đâu mà anh hai là xách mé em như vậy. Thôi, cả nhà ăn cơm đi. À, quên nữa. Trước khi ăn, con xin thông báo cho cả nhà một tin mừng. Hôm nay, con đã mua được sữa nóng tàu của ông bội rồi. Thiệt hả con? Con nói cách nào mà ông chịu bán cho con vậy? Ông này nạo vợ vốn nổi tiếng là khó khăn mà. Nói phải khen chứ thằng ba nhà này á, nó bần việc chi cũng xuôi chèo mát mái, giống như cha nó ngày xưa vậy. Đẹp à? Dạ. Thưa bà. Chiều nhớ hầm thêm chén sâm cho cậu ba mày tẩm bổ nghe không? Dạ. Bà Lâm à, con giỏi thiệt đó, má ba mừng cho con nghe. Thấy con cái giỏi giang gì, thiệt là má cả cũng nở mày nở mặt đó đa. Em ba à, thằng Tư Trọng cũng học hành siêng năng lung lắm. Mai sau nó thành tài được làm ông to, ông lớn thì tha hồ em hãnh dạ. diện nghe. Má ba, Tư Trọng có nói là khi nào nó về không má? Nó nói với má, cuối tháng này nó sẽ về. Mày làm cái gì mà lóng nga lóng ngóng vậy Hường? Còn đứng đó nữa, vô lấy cái muỗng khác đi, nhanh lên. Dạ. Bà Lâm nè, anh thấy cái xưởng đóng tàu đó có chi hay ho đâu mà em phải mua cho bằng được vậy? Anh nghĩ thay vì mình mua nó thì mình sử dụng số bạc đó xây thêm mấy cái nhà máy trà lúa đi em, coi bộ nó sinh lợi nhiều hơn đó. Hai à, con biết một mà không biết mười. Ba Lâm á, mần chuyện chi cũng có tính toán hết rồi. Má nói vậy đúng không ba Lâm? Cũng bởi con thông minh tài trí hơn người, cho nên cha con mới giao hết việc mần ăn cho con. Còn con á, có người thay con gánh vác hết việc nhà như vậy, phước cho con rồi đó. Đừng có xen vô chuyện của em con làm chi. Thôi ăn đi. Dạ, con chỉ làm theo những gì mà cha đã dạy bảo con thôi. Má đừng có khen con thái quá như vậy. Còn riêng chuyện mua xưởng tàu á, em đã tính toán thiệt hơn rồi anh hai à. Anh khỏi lo lắng làm chi cho thất công. Thì lâu nay em vẫn là người đứng mũi chịu sào tất cả mọi chuyện trong nhà lẫn ngoài ngõ mà. Anh chỉ hỏi vậy thôi. Chứ có em rồi, anh lo làm chi cho thất công. Ăn cơm đi. Nè ăn đi con. Con cảm ơn má. Cớ chi mà má nhìn con lom lom vậy? Cô uống miếng trà đi cho tỉnh táo. Có mần công chuyện thì mần, nhưng phải nghĩ tới bản thân mình nữa nghe không? Y như là má có chuyện muốn nói với con, đúng không má?
Nếu má lo con trai của má bận nhiều việc quá rồi đổ bệnh thì má cứ yên tâm đi. Con ngồi không mới thấy bức rước trong người đó đã. Chứ càng mần thì con càng mạnh đó. Má biết con là đứa tham công tiếc việc rồi. Cha con vì vậy mà tin tưởng giao hết mọi việc lớn nhỏ trong ngoài cho con. Má mừng vì con được cha trọng dụng. Má cũng lo lung lắm đó. Má sợ con để hết tâm trí vô công việc rồi quên luôn cả bản thân mình đó đa. Ba Lâm à, con lớn bộn rồi, phải nghĩ đến chuyện thành gia lập thất đi con à. Lúc này công việc của con đăng đăng đê đê. Con còn không đủ thời gian mà mừng. Hơi sức đâu mà cưới vợ hả má? Không lẽ cưới người ta về rồi đặng làm kiển sao má? Má, chuyện đó để sau rồi hả bạn? Giả lại con cũng chưa màng tới. Sống độc thân như vậy mà sướng. Chứ hôn nhân rồi sanh ra phiền phức lắm. Con nói gì mà kỳ dữ không? Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng. Thở đời nay có ai mừng việc hoài vậy đâu chứ. Với lại con phải cho má thấy mặt con dâu. Rủi như má có mệnh hệ nào thì má cũng yên lòng nhắm mắt chứ con. Má à, má đừng có hối thúc con nữa. Cái chuyện này không có gấp được đâu. Thôi, để con lo xong việc rồi mình tính tới nghe má. Trời, con ơi, đợi con mần cho xong việc thì biết tới chừng nào. Nếu như con bận bịu quá thì thôi để má tính nha. Má định tính sao? Thì má tìm người mai mối nhờ họ giúp mình. Thôi được rồi, con chịu ý má. Má tính sao cũng đặng. Vậy thì coi như con bằng lòng đó nha không. Má sẽ thay con lo lắng mọi việc, con yên tâm. Con mần việc đi, má đi ra ngoài nha. Dạ. Nhớ ngủ sớm nha con. Con biết rồi. Nè, con đồng ý rồi nha không. Mình, khoan đã mình. Cái gì vậy? Mình uống chén thuốc này đi. Thuốc gì mà uống? Tôi có bệnh tật gì đâu mà uống. Mình không biết chứ, thuốc này em phải qua tận bên già mới hốt được đó. Đây là thuốc gia truyền. Ông thầy này ổng mát tai lắm. Nhiều người nhờ uống thuốc của ổng mới sanh con được đó mình. Thuốc còn nóng đó, mình uống đi. Không có thuốc thai gì hết á. Dẹp đi. Ủa hôm nay mình sao vậy? Cứ chi mình lại bực mình với em. Em cũng chỉ vì lo cho mình nên... Tôi không cần cô phải hao hơi tổn sức lung như vậy. Từ ra về sau không có đem bất cứ một loại thuốc nào về đây bắt tôi uống được hết. Nghe chưa? Hơn. Mần cái chi mà ngơ ngơ ngác ngác như người mất hồn vậy đó. Tôi đâu có làm gì đâu. Tôi lớn hơn Hường. Không lẽ dòm cái bộ tịch của Hường mà tôi không biết là Hường đang nghĩ cái chi đà. Đừng có ở đó mà tơ tưởng tới cái chuyện trai gái. Tốt nhất á là Hường thủ phận, chăm sóc, lo lắng cho cậu Út đi.
Dầu gì á, trên danh nghĩa Hương cũng là vợ của cậu, chứ nghĩ xa xôi quá cũng không được cái chi đâu. Chị đẹp nói gì mà lấp la lấp lửng, tôi không hiểu. Tôi có nói á, là cũng vì thương Hường, sợ Hường trẻ người non dạ, rồi Hường á ngựa non hấu đá, rủi xảy ra chuyện chi là không kịp hối đó đà. Thôi Hường lo cho cậu Út đi, đừng có để cho bà cả hay là ai trong nhà này sinh nghi là chết đó đà. Cậu hai chẳng qua là qua thấy con kiến nó bò trên người của em, cho nên là qua khiều nó xuống giúp em đó mà. Mà ngộ nha, mỗi khi thấy qua em mừng chi mà em xanh xám mặt mày y như là thấy cọp vậy. Lóng rài, coi bộ em đẹp đẽ tươi tốt dữ đà. Hình như cái phong thổ nhà này nó hợp với em lắm á, cho nên em mới trắng da dài tóc lung vậy nè. Cậu ông em cái coi. Cậu hai, tôi đừng nói chơi như vợ, ai nghe được tôi phải chịu tiếng nhơ suốt đời đó đa. Giỡn hoài, qua nói thiệt chứ qua nói chơi nào đâu. Em không biết chứ, nói thiệt với em, qua say đắm em lâu lắm rồi. Mỗi lần qua dòm thấy em là qua động lòng, qua chịu không có nổi, thấy thương quá. Dầu gì thì tôi cũng là em dâu của cậu, cậu làm vậy e là phạm phải luân thường đạo lý đó đa. Em dâu cái giống gì chứ, mang tiếng có chồng mà tối ngày em dò dỏ ở nhà có một mình, em không buồn sao? Chồng em chẳng qua là cái thằng, là thằng con nít mới có 10 tuổi đầu thôi, nó làm sao có thể cho em biết được cái sự tưng tiêu chiều chuộng của chồng đối với vợ chứ. Còn qua thì khác nghe, qua đành mấy cái chuyện này dữ lắm. Cho qua ôm cái nghe. Cậu hai chịu qua đi mà. Tôi xin cậu hai đó. Thương của cậu hai à? Qua đi. Anh hai. Mày á nhà mày. Má lại ảnh nha. Cậu, cậu đừng có nói lại với bà việc này nha. Chị không muốn thì thôi. Vậy chị đừng có khóc nữa nghe không? Chị đâu có khóc đâu. Thôi mình vô nhà, tôi rửa tay rửa chân cho cậu. Dạ. Đi cậu. Quá dữ quá dữ. Tiếng gái liền. Cậu hai uống ngụm nước cho mát đi cậu hai, nãy giờ cậu la ôm sùm chắc khát nước phải không cậu hai? Biết đều. Mày ấy nha, thiệt là cừ khôi.
Mỗi lần tôi đưa mày ra trận, đánh đâu là thắng đó à. Nhờ mày mà bây giờ tôi nổi tiếng nữa đa. Từ ngày cậu bắt con gà này về cậu hai, 10 trận nó thắng đủ 10 trận á cậu hai. Đúng là loại gà này có 1 không 2 á cậu hai. Sao mày? Cho dầu á nó quý cỡ nào mà không có người dùng nó thì cũng như không hả mày? Dạ. À, cậu nói phải. Nếu mà không có cậu á thì nó cũng đâu có được dễ dàng như vậy. Giỏi. Dạ. Con gái nhà đã còn mà còn ngồi như mày. Từ trước tới giờ chưa thấy hai đứa tụi nó ăn. Dạ, hai đứa này hình như ở làng bên đó cậu hai. Chắc hôm nay nó qua bên này cấy lúa mướn á. Đẹp vậy, bỏ qua sao mà đành. Chờ qua ngang. Hai em. Chào hai cô em. Đi đâu mà lạc bước tới nơi này vậy? Dạ, tụi tôi đi cấy lúa cho Tư chơi. Ừ, Tư chơi hả? Dạ. Trời ơi, tưởng đâu lạ lắm. Tư chơi thuê đất của Hoa chứ đâu. Ý, vậy cậu đây là? Hoa chính là cậu Hai Hoàng, con của ông hội đồng Bùi. Bộ mấy em chưa nghe danh tính của Hoa hả? Dạ, thì ra là cậu Hai Hoàng. Dạ, dạ con chào cậu Hai. Giỏi. Dạ, xin phép cậu cho tụi con về kẻo trễ. Dạ. Ê, làm gì mà gấp dữ vậy? Ít ra phải cho Hoa biết tên của mấy em chứ. Dạ. Dạ, dạ tụi con đi cấy từ sáng sớm tới giờ, bây giờ cũng đói bụng lung lắm rồi. Dạ, cậu cho tụi con về ăn cơm nha cậu. Dạ. Trời ơi, đi cấy từ sáng sớm tới bây giờ đói bụng lắm phải không? Tội nghiệp quá à. Hồng Y, ở đây tâm sự với Hoa một chút đi, rồi Hoa đãi cho ăn. Dạ, cậu Hai, xin cậu Hai tha cho tụi con đi. Cậu Hai, đối chi ban ngày ban mặt mà ức hiếp người ta như vậy hả? Thả người ta ra đi, nếu không tôi nhào vô đó nha. Hai cô về lẹ đi, người nhà hai cô chờ kìa. Hai cô cũng nói một chi nữa, về lẹ đi. Ê, đi đâu vậy? Dẹp về ngoài. Nào, cái thằng khốn nạn, việc này có can dự chi tới mày không? Tại sao mày phá đám chuyện của tao hả mày? Mày biết cái gì mà xoén vào chuyện của tao hả mày? Tao cho mày biết nha, tao là tao nghi con nhỏ đó đó, nó ăn cắp đồ của nhà tao, tao mới kêu nó vô bụi cây để tao xét coi có tìm thấy gì không. Vậy mà mày tới đây, mày hả, mày cho nó chạy thoát làm sao? Mày có muốn tao cho người công đầu của mày nè giải thẳng mày lên qua không mày? Cậu Hai, cậu gạt ai á, chứ gạt tôi sao mà đặng hả cậu Hai? Cậu đã mần việc quấy rồi mà còn đổ quan cho người khác nữa hả cậu Hai? Cậu muốn giải tôi lên quan đúng không? Đúng không? Đi, tôi với cậu lên quan coi ai nhậu biết liền. Mày Thôi, bỏ qua cho tụi nó đi cậu, đôi coi với tụi nó có khi hại danh tiếng của cậu á. Không được lần này á thì mình làm lần khác. Bỏ đi cậu, nghe lời con, bỏ qua đi cậu nha. Tao nghe lời mày đó nghe mày. Dạ, sao cậu? Mày á, coi chừng tao á.
Mình nhìn cái gì? Dạ mày. Dạ. Đi. Mày có sao không Điền? Không sao. Chắc là tụi nó tức mình lung lắm. Cả nhà hội đồng bùi, chả ai mà đàng hoàng tử tế hết. Nhưng hai hoàng có tiếng thù dai đó đa. Mày phá nó như vậy, tao e là trước sau cũng có chuyện bất lợi với mày đó. Kệ nó, tao không sợ nó. Có giỏi á thì tìm tao mà trả thù nè. Đồ tiểu nhân mà. Nhưng tao còn tiểu nhân hơn đó nữa. Trời, thời lúc lộn xộn á, tao bứt lông đuôi gà của nó. Nghĩ tới nó phát hiện ra rồi đó, nó tức lộn ruột mà không biết tao. Sợ mày thiệt luôn á. Tao tưởng tao tiểu nhân, mày còn tiểu nhân hơn tao nữa. Đi về. Lẹ lên mày. Ê, đợi tao mày. Đợi tao mày. Chàng ơi, chào ông Lượng. Lâu dữ không á, lóng rài á, bộ bận lung lắm sao mà không thấy ông ghé tới chơi. Sắp nhỏ nhắc ông nhiều lắm đó. Công việc của tôi dạo này bận lúc đầu lúc cổ, xin lãnh đâu mà tới. Chàng ơi, ông mà nói vậy làm tôi buồn lắm đó đa. Mời ông. Xin mời dục. Dạ, mời dục. Mời ông. Có mất công mất chuyện chi á thì cũng thỉnh thoảng ghé tới chơi chứ, chứ đừng có bỏ đi biền biệt như vậy, tôi buồn lắm đó đa. À, tôi xin phép anh, tôi đi ra ngoài chút nha. Thôi được rồi, điều gì tôi cũng đã tới. Dạ. Có gì đâu mà trách cứ. Phải không? Ông Lượng đó hả? Chào ông. Tôi tưởng ông đang lo cháy ruột cháy gan cái vụ nhà máy xe lúa ông chứ. Chà, không ngờ ông còn tâm trí tới đây mà giải khuây. Cảm ơn ông đã quan tâm đến tôi. Ba cái chuyện mừng ăn á, lúc này lúc nọ cũng thẳng á, rồi tính chứ lo chi cho nó mệt trí. Sẵn tiện gặp ông ở đây, thôi tôi mời ông uống một ly nha. Bộ ông không có lo lắng chút nào ha. Vậy ông không sợ tôi đổi ý à? Tuần sau biết đâu tôi trả thấp ông xuống vài phân rồi sao? Việc đó thì tùy ông thôi. Nhưng có khi tôi không muốn mua bán gì với ông hết đó. Ông đừng có ngại giá với tôi nữa. Ông nói giỡn chơi đó hả ông Lương? Ngoài tôi ra có ai dám bỏ chừng bạc đó mà mua lại cái nhà máy của ông chứ? Ông còn ở đó mà ra quay nữa hả? Nếu tôi không khứng thì tôi e nhà máy của ông sẽ nằm một chỗ, chờ mục nát rồi thôi. Vậy à? Vậy thì ông có để cho nó nằm yên ở đó đi. Tôi nghĩ việc đó cũng không có hệ trọng lắm đâu. Thôi xin lỗi ông, tôi có hẹn với người quen, tôi phải vô chứ để họ chờ lâu không có tiện. Chào ông. Dạ, dạ mời ông. Sắp phá sản tới nơi mà bây giờ mày đặt lên mặt thị quân. Uống đi ông. Em mời ông. Mời anh uống đi ông. Dạ. Ông Xuân, trời ơi, ông tìm ai mà ông đứng ở đây vậy hả? Cái cậu thanh niên ngồi dưới Lượng là ai vậy? Thôi, ngó bộ mặt không có quen lắm. Trời ơi, cái cậu này á là con của ông hội đồng bùi ở dưới Kiến Hòa đó. Mà nghe nói á, cậu giàu có lung lắm. Hình như á, cậu hẹn với ông Lương tới đây á là để bàn bạc chuyện buôn bán gì đó. À, thì ra là vậy. À, bà chủ nè. Ừ? Tôi kể bà một việc. Ê,
Nè anh. Chỉ giùm tôi đường về nhà đi. Cô này kỳ dữ không? Tôi mới gặp cô lần đầu, đâu biết nhà cô đâu mà chỉ. Chứ cô đi đâu mà lạc tới đây? Tôi đi với tía má tôi. Tía má tôi biểu tôi đứng đây chờ. Chờ miết mà tôi chưa thấy tía má tôi tới dắt tôi về. Ủa, vậy cô đứng chờ lâu chưa? Đâu có lâu là gì đâu, chừng 10 năm mà. Quý thần ơi, cô cố nhớ coi nhà cô ở đâu, tía má cô tên gì, để tôi đưa cô về nhà giùm. Chứ để cô thả rong kiểu này tôi e không có tiện. Không được, tía má tôi dặn là tôi phải đứng đây đợi tía má tôi, chứ không có được đi theo người lạ đâu. Cớ chi anh đòi dắt tôi về chứ? À, anh muốn bày mưu kế hại tôi đúng không? Vậy là anh không phải là người đường hoàng rồi. Khổ ghê, tôi mà có ý hại cô đó thì trời đánh tôi đó ra. Thấy cô á, tâm trí cô không được bình thường nên tôi không đành lòng để cô ở lại đây một mình. Chị không biết người nhà cô ở đâu mà để cô lang thang vậy. Trời sắp tối nữa. Ở đây cô ơi, hay là cô đi theo tôi đi lên chùa đi, tá túc một đêm, ở trên đó vui lắm, mai tôi đưa cô về. Đi nghe cô, đi. Đã nói là không có đi đâu hết á, anh tránh đi chỗ khác đi. Đúng là làm ơn mất quán mà. Tôi muốn giúp cô á mà cô coi tôi như kẻ thù vậy đó. Thôi mà kệ cô, tôi đi đây. Đi theo tôi đi, tôi không có hại cô đâu. Đi theo tôi đi, đi. Đi. Tôi cũng đoán trước được việc này. Có người bỏ tiền ra mua nhà máy của ông nên mới ra thị uy với tôi vậy chứ. Họ chỉ mới có bàn bạc với nhau thôi, chứ chưa chắc cậu ba có bằng lòng mua, vì chưa có thỏa thuận giá cả mà. Mà cậu ba, cậu còn trẻ vậy, chứ mà cậu biết tính toán kỹ lưỡng lắm đó đa. Bà có rành về thân thế của cậu không? Tôi cũng đã có giờ hỏi ông Lượng rồi, cho nên tôi mới biết được là cậu ta đang cai quản một sản điền khá lớn do cha của cậu để lại. Nhà thì giàu có lung lắm, nhưng mà cậu không phải là cái hạng công tử mà ỷ tiền của mà ăn chơi phá phách. Tôi nghe nói cậu đang tính đi lên tỉnh mần ăn buôn bán cái chi đó. Mà nhà người ta thiếu chi là tiền, phải nói là tiền muôn bạc vạn đó. Bỏ chút vốn ra mà làm ăn để sanh lợi, có mất chi đâu mà sợ. Mà nghe nói cậu còn độc thân đó đa. Tôi nói thiệt nha, tôi mà có con gái thì thế nào là tôi cũng tìm cách gả nó cho cậu, đặng tôi hưởng chút vinh hoa phú quý cho nó sướng hết tấm thân tôi chứ. Bà phải giúp tôi kéo ông Lượng ra chỗ khác thì tôi mới có dịp gặp cậu ba chứ. Chà, cái việc này coi cái mồi khó dữ à đa. Mà tôi biết dũng kế gì bây giờ chứ. Trước mắt á, bà cho tôi biết là họ có hẹn tại nhà hàng của bà hay không. Thì cái lúc mà họ ra về á, thì tôi nghe là hình như họ có hẹn ngày thứ tư tuần tới á, để mà gặp nhau ở nhà hàng của tôi á. Vậy thì dễ rồi. Tôi sẽ tìm cách làm cho ông Lượng lỡ hẹn với cậu ba. Còn phần bà, ráng giữ chân cậu lại chờ tôi nghe. Chàng ơi, cớ chi mà ông cứ dồn tôi vô cái thế bí không vậy ông Xuân? Cái việc này á, coi mồ á, càng ngày bộ càng khó khăn à nha. Mà tôi dấn thân vô rồi á, khó mà gỡ ra đó đa.
bà vẫn còn ghi lòng tạc dạ những ân nghĩa của tôi đối với bà chứ. Trời, trời ơi, tôi nói thiệt với ông á, tôi đâu có quên đâu. Hôm trước á, thì tôi cũng đã giúp ông rồi còn chi nữa. Vậy thì bà hãy trả hết cái ơn đó đi để khỏi phải nặng lòng. Ôi trời, tôi muốn thử thời gian một lần nữa. Thôi chào ông, tôi về nha. Thôi cô về nghe con. Dạ. Bà ta là ai vậy cha? Bà này là người quen của cha. Nhìn cách ăn mặc và trang điểm của bà, con nghĩ là bà không phải người tử tế. Con để ý đến bề ngoài của họ làm gì chứ? Cha giao thiệp với họ cũng chỉ vì công việc làm ăn mà thôi. Bà là chủ nhà hàng, nơi mà cha hay tiếp đãi bạn bè đó đa. Cha, con xin báo cho cha một tin vui. Con gái của cha được điểm cao nhất trong kỳ thi vừa rồi đó. Các thầy cô trong trường khen con dữ lắm. Ủa, cha có gì không vui hả? Cha không mừng cho con hả cha? Con gái học nhiều cũng chẳng có ích gì đâu. Cha làm con mất hết hứng thú rồi đó đa. Con tưởng khi báo tin này cha sẽ vui mừng và hãnh diện về con chứ. Tú à, cha muốn nói chuyện với con một chút. Chuyện gì vậy cha? Cha làm con thấy lo lắng quá. Tú à, con đã trưởng thành rồi. Nay mai cũng phải kiếm cho con một tấm chồng để cho con có nơi nương tựa đàng hoàng. Úi, cớ gì cha lại nhắc đến chuyện hôn sự của con chứ? Con còn nhỏ, con chỉ muốn đi học. Không phải tới hôm nay cha mới nghĩ đến chuyện hôn nhân của con đâu. Cha luôn muốn cho con lấy được một người chồng tâm đầu ý hợp, đặng an ủi lúc tuổi già. Con cũng đâu còn nhỏ nhít gì nữa. Cha, con biết là cha thương con, cho nên mới lo lắng cho con như vậy. Nhưng mà con chưa nghĩ tới chuyện lấy chồng đâu. Cha, cha cho con được ở với cha để hầu hạ chăm sóc cha cả đời nghe. Thứ tư tuần sau con đi học về sớm một chút. Cha con mình ra nhà hàng con. Thứ tư hả cha? Hay là mình để đến cuối tuần cho thông thả? Cha chỉ có rảnh một ngày đó thôi. Con nhớ lời cha dặn nghe không? Thứ tư phải về sớm đó, đừng để cha chờ. Giờ cô vô đây ngủ đỡ một đêm, để sáng mơ tôi dẫn cô đi tìm tiếng má của cô, chịu không? Thiệt tình, lên chùa có chỗ ăn chỗ ngủ đàng hoàng thì không muốn, ở đây nửa đêm sương xuống lạnh thì sao chứ. Nè, cô nằm đó đi, tôi ra nướng mấy củ khoai cho cô ăn. Cô gái này cổ, tao không có làm gì cổ nha. Tự nhiên cổ xong vô cắn tao à? Do tôi gặp cổ hồi chiều, tao dắt cổ tới đây vì tâm trí cổ không được bình thường nên. Thì ra là vậy. Vô. Dạ. Khớm nè, chắc ông trời ông thấy mày trọi trọi có mình nên, cho nên xui khiến mày với cô ấy gặp nhau, rồi mới nên duyên vợ chồng giống như tích xưa đó đã. Mày nói xàm gì vậy Điền? Mày đừng có ghẹo tao nghe mày. Tao sợ cổ đi bậy đi bà, nhất là gặp đệ tử của hai hoàng, sợ tụi nó ức hiếp, nên tao mới tính dắt cổ lên chùa. Ai dè làm mình làm mãi không chịu đi.
Túng thế tao mới đưa cổ về đây nè. Thì đó cũng là nhân duyên chứ chi. Uống đi. Nhân duyên cái giống gì chứ, cổ không được bình thường. Mắc gì cổ tưởng tao là trái khóm rồi nhào vô cắn tao nữa chứ. Vô. Mày cười gì mày? Tao e là mày với cổ có căn duyên với nhau thiệt rồi đó đa. Thôi mày giỡn dai quá. Thôi mặc kệ, mày muốn nói gì mày nói. Ngồi đó mình đi. Ê nè. Ê. Ê. Khóm. Mày vô thiệt đó hả? Mày chưa làm lễ ra mắt tổ tiên mà. Quê. Trời. Nè, uống đi. Mày giận tao hả? Mày á, suốt ngày ăn nói ba láp ba xàm gì mà nghe được hả Điền? Thôi, tao nói chơi cho vui thôi, chớ tao có gắn ghép gì mày đâu. Mày bỏ qua đi. Nè, mày làm lai đai vài ly với tao đi. Tối nay á, mày để cô gái đó ngủ trong chòi đi. Sáng mai á, tao với mày dò hỏi coi nhà cô gái đó ở đâu, rồi đưa cô ấy về, được không? Vô. Không có nói nữa nha mày. Ừ. Mày cứ khéo lo. Mày á, không nói nữa nha mày. Ừ. Vô. 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 Ê. Ê. Mày. Ấm. Ê, dậy đi. Trời sáng bẩn rồi kìa. Dậy ra đồng đi. Chắc là cô ấy còn ngủ. Hôm nay tao không ra đồng đâu. Để tao vô kêu cổ, đặng dắt cổ về nhà cho rồi. Nè cô ơi, cô dậy đi. Cô ơi, cô bị sao vậy nè? Có chi? Sao ra nông nổi này vậy chứ? Vậy là có ai lẻn vô đây giữa trò đồ bậy với cô phải không? Nè cô ơi, cô ơi. Nè cô. Nè cô. Cô. Đừng có đụng vô người tôi. Cái đồ ác nhân thân đất, luôn khó nạn.
Cô Thùy ơi, cô Thùy ơi. Này cô không, chuyện gì xảy ra vậy? Tao đâu có biết đâu. Khổ ghê, tao tính vô kêu cô vậy rồi thấy cổ vậy nè. Cô Thùy ơi. Nè cô à, tôi yêu cô à. Nè cái cô này, cô phải dám làm điều sằng bậy đây sao? Dám chủ dỗ con gái người ta vào nhà dở trò sằng bậy hả? Mấy người đừng vu oan giá quả cho tụi tôi. Hai thằng tôi không có hại cô ấy đâu. Chẳng qua là tôi thấy tâm trí cô không được bình thường. Tôi mới dẫn cô về nhà cho cô ngủ qua đêm, rồi định sớm nay đưa cô về. Mày cũng liến xáo quá đà. Mày thấy người ta bị mất trí, mày dụng kế hại người ta, thiệt là thất nhân ác đức mà. Tụi bay không sợ trời tru đất gì hả? Nè 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 nè, tụi bay đừng có ở đó nói xạo nghe chưa. Ê, chứng cứ rành rành ra đó mà mày còn chối được sao? Bà con á, ai cũng nhìn thấy rồi ha. Tụi bay bắt hai thằng này trói lại, trói lại cho tao. Mà cô này, cô gì? Ê, cô người làm gì vậy? Cô giải thích cho họ nghe đi cô. Tụi tôi không có làm gì hết mà. Nè cô Tư Thơ, cô Tư Thơ nè, tụi tôi không có làm gì hết mà. Cô ơi, cốp tiền hai đứa bay nghe tao hỏi, cớ chi tụi bay lại gây ra chuyện bại hoại luân thường đạo lý như vậy? Cái tội dụ dỗ con gái người ta thất tiết là cái tội không thể tha thứ được. Tụi bay sẽ bị giam giữ trong tù đó, biết không? Thưa ông Hương cả, mong ông tra xét cho rõ ràng. Tụi con nói là không có hại cổ. Chứ mày biết cô gái này bị bất trí hay không? Dạ biết. Lúc trò chuyện với cổ á, con thấy cô nói năng không được bình thường. Mày biết con nọ bị mất trí lại vẫn nói vậy trời? Đây là ngay từ đầu mày có ý muốn sàm sỡ đó rồi phải không? Dạ con không có, con không có ý sàm sỡ cổ. Tại con thấy trời tối cho nên. Nên sao? Mày dắt nó về chòi chứ chi? Dạ lúc đầu con tính dẫn cổ lên chùa, nhưng thấy chưa, thấy rõ ràng chưa, nó khai nhận là dắt con gái người ta đi đó mà. Dạ thưa cậu hai, thưa ông Hương cả, hồi sớm khi mọi người tới đây á, con thấy mấy cái chai rượu á nằm á lăn lóc ngoài chòi. Việc này á đã quá rõ ràng rồi. Đêm qua thằng Khóm với thằng Điền nhậu say tới mức độ mất hết lý trí, rồi làm chuyện đồi bại hại cô gái này phải thất tiết. Mà tàn nhẫn hơn nữa là hại một cô gái mất trí. Ông Hưng cả, cho dù tụi nó có một mực chối tội, nhưng mà đã đủ chứng cớ vạch rõ ràng tội trạng như vậy, ông tính sao đây? Theo lệ á thì bắt tụi đó phải công khai nhận tội rồi chép án trình lên quan, đưa đi lưu đài. Hai thằng này nó cũng cứng đầu lung lắm, ông cứ để cho tôi bắt tụi nó phải khai nhận tội. Khi nào tụi nó điểm chỉ xong, tôi sẽ giao lại cho ông. Tụi bay giải hai thằng nó vô nhà việc đi. Dạ mong ông xét kỹ cho, tụi con không có thiệt mà. Đưa đi, đừng có hại cổ đâu. Chết thầy tôi đâu ơi. Ông ơi. Thôi xong rồi, mọi người hãy giải tán đi, ai về nhà nấy. Dạ. Dạ mày tìm đâu đàn chó này vậy? Dạ nó ở làng bên đó cậu. Nó không có nhà cửa, không rõ gốc gác từ đâu tới hả cậu. Nó cậu suốt ngày á nó cứ thả rong khắp nơi à, ai cho gì thì nó ăn đó à. Tụi bay á nha, ra tay cũng mạnh bạo quá ra. Ngó bộ nhỏ này nó đau lung lắm á. Dạ dạ
con phải làm cho nó đau, cho nó sợ thì nó mới ăn nói hồ đồ. Giỏi. Dạ. Thì tụi con cũng dâng theo lời cậu mà hành sự, chứ có giỏi gì đâu. Mà nói nào ngay á, cậu hai mới là người đa mưu túc kế. Cậu dựng cái kế này thiệt là hay đó đa. Thằng Điền, thằng Khớm, lần này chạy đâu cho thoát. Tụi nó y như cá nằm trên thớt rồi. Giờ cậu tha hồ mà rửa hận. Tao đã nói rồi, thằng nào mà phật ý của tao thì đừng hòng sống yên ổn. Dạ. Kể từ ngày hôm nay, ngày nào tụi bay cũng đem hai thằng đó ra đánh đập tra khảo cho tao. Dạ. Chừng nào mà nó mềm xương, lúc đó tao mới hả dạ. Dạ. Vậy còn con nhỏ này sao cậu? Mày dắt nó về trả lại cho cũ đi. Mày biết nó khùng không? Nó đã xong việc cho tao rồi, không cần dùng tới nó nữa đâu. Dạ. Cậu không dùng thì để con dùng. Mày cũng lạ quá ha. Dạ. Lạ lắm á. Cho mày á. Đi mày. Hai đứa mày mau khai nhận tội đi. Tụi bay sắp đặt mưu kế rồi dụ con gái nhà lành về nhà, rồi tụi bay hãm hại đời người ta phải không? Chứng cớ đã rõ như ban ngày, tụi bay làm sao mà chối được? Quên nó cho tao. Tôi thề là đất trời chứng giám, tôi không có làm chuyện đúng mặt đó. Mày có thề thốt cách mấy á, không có ai thèm tin mày đâu. Mày đừng có ngoan cố nữa. Mau điểm chỉ lẹ đi. Tôi không có làm sao bắt tôi nhận chứ? Tôi không có điểm chỉ chi hết. Còn mày, tụi mày, mày chối tội nữa hả? Đánh tính cho tao đi. Đánh tính đi. Tôi có thù quán chi mấy người mà tại sao đánh đập tra khảo tôi luôn vậy chứ? Làm như họ mượn chuyện này đánh đập cho đã nương vậy nè. Việc người ta không làm mà ép người ta nhận là sao? Quân bất nhân, ỷ thế nhà giàu, ức hiếp người cô thế. Điện, mày có sao không? Nếu đau thì la lên cho đỡ đau. Mày cứ nín nhịn gì chịu sao mà thấu. Mày đừng có nói nhiều quá mừng chi. Mày để dành hơi sức đi. Đặng chống cự với tụi nó, ngày mai, ngày mốt nữa kìa. Trời cao, nó xuống mà coi nè. Thiệt là làm ơn bất quán mà. Nếu tao không làm chuyện thề lai, giúp đỡ cô gái bất trí nọ, thì tụi mình đâu có ra nông nổi này. Cũng tại tao mà mày bị dạ lây đó ra. Không can dự chi tới mày đâu. Quả này á là do tao gây ra thì đúng hơn. Mày nói chi kỳ khôi vậy? Tao nghĩ á, người mà tụi nó muốn trả thù á là tao chứ không phải là mày. Rồi cái việc mà mày gặp, rồi mày đưa cô gái đó về nhà, là mưu kế của tụi nó đó. Ủa mày nói thiệt không? Không lẽ cô gái đó giả điên hả? Không có giả điên, nhưng mà người ta dụng nó đặng hại tao với mày đó. Ý mày muốn nói là bây giờ mày mới tỏ hết mọi chuyện á thì trễ lung lắm rồi con. Cậu hai, cuối cùng á thì cũng đã nhận á là có thù oán với tụi tôi đúng không? Cho nên mới lập mưu kế hại tôi với thằng Khóm đúng không? Tôi cũng đã thấy ngờ ngợ nên đoán biết trước được điều này rồi. Đoán hả? Đoán được thì đã sao? Mày có thoát được hay không? Rốt cuộc rồi thì mày cũng bị sập bẫy. Mày có biết căn do là vì sao không? Vì tao là cậu Hai Hoàng. Còn mày
chỉ là thằng tá điền mạt kiếp. Mày làm sao mà đấu được với trí thông minh của tao? Trí thông minh gì hả cậu hai? Chẳng qua những cái trò đó là của những kẻ đê tiện mạt sắc. Mày nói cái gì đê tiện hả? Mày hả mày? Thằng này, mày có mấy lá gan mà dám ăn nói hỗn sự với cậu hai vậy hả? Đánh tụi nó tiếp. Sao vậy? Hai đứa mày dám chọc giận cậu hai hoàng, tức là đụng đến ông trời con rồi đó đa. Coi bộ cậu hai chưa thì quy là tụi bay chưa hết sợ mà. Cậu hai, đập tiếp cho tao. Ây da, mày nè, mày ngưng. Tao kêu tụi mày ngưng thôi mà. Tao không có biểu hai thằng bay đập nó chết. Có chết nó phải chết từ từ, chứ chết sớm quá thì lấy ai làm trò cho tao cười. Cậu hai, chẳng qua là do cậu ỷ thế hiếp đáp đàn bà con gái cho nên tôi mới lên tiếng bênh vực họ. Nếu cậu mà vì việc đó mà sanh lòng thù hận oán hận tụi tôi rồi bài mưu hại tụi tôi là cậu quấy lung lắm đó. Tụi tôi chả có phạm tội chi hết, mà cậu cũng chẳng có chứng cớ chi hết. Bây giờ á, cậu muốn giải tụi tôi lên quan gì á thì tùy cậu. Điền à, mày ngu lắm. Mày có biết quan trên á là chỗ thâm giao với nhà tao không? Mày muốn chứng cớ chứ gì? Vậy ở không có tội. Tao làm cho có tội. Một tiếng nói của tao thôi, mày sẽ đi tù mọt gân. Từ từ rồi mày, nó sẽ nếm mùi tù tội. Còn bây giờ hai thằng bay cứ việc ở đây để cho hai thằng nó chăm sóc tử tế. Không, tôi nói cho cậu biết, tôi mà còn sống ngày nào tôi sẽ vạch trần cái bộ mặt xấu xa của cậu cho mọi người thấy. Cậu đừng có nghĩ mình á là con của ông hội đồng Bùi, giàu sang quyền thế thì có thể hãm hại người khác, đội trắng thay đen, coi thường pháp luật chứ vậy. Mày nói ai? Mày nói ai? Đội trắng thay đen hả mày? Nắm đó cho tao. Đừng có nói nữa. Cậu ơi, xin cậu tha lỗi cho tụi tôi đi. Mày có lỗi gì mà xin tao tha thứ? Tôi biết là bữa tôi lỡ chọc giận cậu. Xin cậu hãy mở lòng nhân từ mà tha thứ cho tụi tôi đi. Bây giờ á, chỉ cần mày mần cho tao một việc coi như là chuộc lỗi đi, rồi tao sẽ tha cho mày. Cậu muốn tôi chuộc lỗi bằng cách chi chứ? Dễ lắm.